chào chị Hà Thanh, chào chị Bích Bích Nhan, chào chị Tường Lam. Sao không có vô pin cái cục này thôi. Không có pin cục này. Có là rời ít thôi tí. Gắn lại. Dạ ơi, gắn lại cái cục này lại, nó không có vô pin. Nó không có miếng pin nào hết á. Hết pin rồi chị. Chị nha, chào anh Phong. Chúc anh chị buổi trưa vui vẻ nha. Năm mới phát tài anh chị ơi. Xin chào hết các anh chị. Trưa chào cô Út. Trưa nay em lên buổi trưa xíu, nói chung trưa tối gì cũng lên đó. Nên là đang hỗ trợ các bạn mới. Em lên giới thiệu xíu cái cho bạn lên bán. Xin chào hết các anh chị ạ. Chào chị Hoa Tường Vi. Chiều nay nhiều hàng mới anh chị, nhiều hàng mới. Xe tải còn xuống hàng mà nhân sự đang thiếu cho nên là chưa có kịp ra hàng luôn, nên ra tới đâu em bán đến đó nha. Xin chào hết các anh chị, chúc anh chị buổi trưa vui vẻ. Chào chị Tiến Anh. Hello, xin chào các anh chị. Đơn hàng hai hôm nay shop live á có đi hơi chậm xíu, có báo đơn hơi chậm, mong các anh chị thông cảm, tại vì nhân sự các bạn còn nghỉ Tết ở dưới quê á, nó một mùa mới lên đầy đủ, hiện tại là nó có phân nửa nhân lực thôi, cho nên là hàng á, giải quyết đơn hơi chậm, mong các anh chị thông cảm. Nhiều khi em cũng giải quyết cuốn chiếu hết nha. Chào chị Tú Vân, nên chị có thấy lâu lâu chốt đơn thì thông cảm giúp em nha. Chiều nay em lên cho các anh chị thứ nhất là hai cái dòng Dendro hàng chậu phi 16, 18, hàng chậu to và hoa em rất là ưng ý, mặt bông xiên bông, đó là cái dòng vàng chanh và valley ben, hai cái dòng hàng để đẹp, cây đẹp lắm anh chị. Mà cái vườn này trồng rất là chuẩn, rất là đẹp, cây chuẩn luôn, cây lùm đẹp và đang vừa bông, đa số là hai vừa bông hết cho mình. Vàng chanh, vàng valley ben và cảm ơn chị Sang Lê. Với lại là em lên cho các anh chị cái vũ nữ mà em đăng ở trên tường á, có hai loại vũ nữ mới toanh luôn, trước giờ chưa bán. Cảm ơn Thành Tâm, chúc các anh chị buổi trưa vui vẻ và năm mới thật nhiều sức khỏe nha, vạn sự như ý, năm mới phát tài các anh chị ơi. Là hai dòng vũ nữ mà mới bán, trước giờ em mới cầm trong tay bán luôn. Một dòng vũ nữ Mitoya Rene Komoda, nghe tên đó em có đăng ở trên tường đó, với một đó là màu trắng tinh khôi rất là đẹp các anh chị, rất đẹp luôn. Được có 20 cây mà qua bé bán rồi, lai sáng được mấy cây rồi, với lại các chốt online offline rồi, còn được có vài cây thôi, chưa được chắc khoảng 4-5-6 cây gì đó em không nhớ rồi. Bây giờ có được 20 cây thôi, hàng có vòi bông cho mình. Với lại là có thêm một cái vũ nữ mà em có đăng lên tường á, vũ nữ cái tên đó lạ lắm, hoa đẹp, rất là đẹp luôn, nó màu cam cam nhưng mà cái tên nó nghe nó lạ đời gì đâu, ở tên là cái hoa thì thích cô ship chiều, hoa thì thích gì. Cảm ơn chị Yến Lê, lâu lắm mới thấy chị Yến Lê nè. Với lại cái tên của nó là vũ nữ, tên tiếng Anh em có đăng lên tường á, giờ đọc tiếng Anh dở không chị, nói chung là bỏ lâu lắm rồi, lục nghề quá rồi, lục nghề á, ngày xưa còn đi nước ngoài còn trao dồi tiếng Anh, chứ bây giờ là bỏ hết rồi, nên là nhiều khi đọc lại mắc cỡ chết, đọc còn thua hai đứa nhỏ nhận nó đọc tiếng Anh nữa, nên là em không có đọc nha. Em đặt tên tiếng Việt, cái tên nó dịch ra là phụ nữ cây mận. Em biết sao bậc cao nhân tiền bối nào mà đặt cái tên phụ nữ cây mận, mai mốt sẽ có cây phụ nữ cây ổi, cây mít, cây mía đó anh chị. Đó là phụ nữ cây mận luôn nha, nghe lạ đời lắm mà em tin là chị chưa nghe bao giờ. Và bản thân em cũng khi mà nhà vườn người Đài Loan người ta báo cái tên đó xong nghe buồn cười, em hỏi lại đúng cái tên đó không, mà họ ra cái tem là đúng cái tên đó luôn nha các anh chị nha. Và cái cây đó hiện tại là gõ lên Google chị sẽ không tìm thấy được cái tên, cái bài viết nào bằng tiếng Việt cả, tất cả bằng tiếng Anh. Hồi nãy em cũng ngồi em lượn một vòng rồi, lọc ra chu kỳ bông của nó, một năm 2-3 lần bông như thế nào, màu trong là màu nó ra màu cam, nói chung mình lọc ra bằng tiếng Anh, tại tư liệu toàn tiếng Anh không có tiếng Việt nha anh chị nha. Cũng có 20 cây thôi, 20 cây, nên anh chị nào thích sưu tầm, độc lạ thì sưu tầm.
của nữ mũ nữ cây mận. Và bạn nghỉ có việc một thời gian các anh chị nha. Trong thời gian này thì các bạn mới like là mong được các anh chị ủng hộ, yêu mến shop cũng như dành tình cảm cho shop, dành tình cảm cho Yến, cũng dành tình cảm cho hai bạn mới giúp em, bạn Tiên và bạn Tuyền. Nói chung là về nguồn hàng, tất cả mọi thứ thì vẫn y cũ, chất lượng phục vụ hay là các kiểu đóng thùng, chi phí là chính sách bảo hành, tất cả đều vẫn y như cũ, chỉ có là người like bán hàng thì khác thiếu thôi. Mong được các anh chị ủng hộ, dành tình cảm cũng giống như dành tình cảm cho Yến, giúp em nha các anh chị. Cái giai đoạn khó khăn này thì mong các anh chị động viên giúp bé, giúp em, cho bé có tinh thần bé bán. Cái gì cũng vậy, nó mới mẻ thì nó sẽ có nhiều vấp ngã. Nếu mà vượt qua được thì các bạn sẽ thành công. Mong được các anh chị đón nhận. Dạ chưa hết, chưa chị, còn một sách à, em ra không kịp. Sáng giờ có mình em ngồi ra bill á, bé Tiên like là có mình em. Cái bạn chốt đơn thì lại mùng mùa mới vô, cho nên là nhân sự thiếu. Em nói thân sự hôm nay mỏng lắm, cho nên chốt đơn có hơi chậm trễ, mong các anh chị thông cảm. Rồi, em giới thiệu là hôm nay cũng có bà Liễu, nhưng bà Liễu thì em sợ là không có kịp like. Em giới thiệu sơ tí xíu rồi em bán. Dạ cảm ơn chị Tím, bé dễ thương, đúng rồi. Cố gắng anh chị, từ không bạn đi từng bước một, mong các anh chị đón nhận giúp em. Bây giờ nói không là khó khăn xíu, nhưng mà em nghĩ là tụi em sẽ làm được. Thơm, hồi nãy em ngửi thì nó thơm nhẹ nhẹ nha, tại mới khui thùng ra. Còn mùa chính xác là nãy giờ đang vẫn đu khui chưa. Để coi có cây nào nở bông không vậy, mận không? Em ngửi coi nó thơm không. Em mới khui có mấy cây à, mà nó đợi xíu các bạn lấy cái cây coi đang nở không, có kiếm cây đang nở không. Cảm ơn chị Lân Trần. Quà game bên em lúc nào cũng tặng vào đầu like, buổi sáng và buổi trưa buổi tối. Em cố gắng sẽ duy trì like cho các anh chị luôn, là sáng chiều và tối, để cho nó bán một lần thì nó ít đơn hơn chút so với ngày xưa, nhưng sẽ kéo dài thời lượng, nó cộng lại thì nó cũng tương đương vậy anh chị. Cho nên là cũng cố gắng để cho anh chị có nhiều thời gian tiếp cận với shop. Em sẽ tiếp cận với nhiều khách. Bá Tiên cho bà chủ. Có khách nói con giống cô kìa. Cũng nói chuyện nhỏ nhẹ. Em nói đang nói là gắn la lên, nói nhỏ xíu à. Rồi, nhớ chia sẻ sẽ là y cũ nha các anh chị, nhớ chia sẻ giúp em nha, chia sẻ nha. Có mùi thơm không? Là có cái bông nào nở không? Cây kia kìa, cây mận á, nó cây trắng. Trời ơi, bây giờ bộ nữ cây mận nó không có cây nào nở hết. Và em search lên mạng thì nó không có ghi cái chỗ là smell của nó làm sao, cho nên là em không biết là nó thơm hay không. Có nó hơi né hé xíu, có một cái hé hé nè, em ngửi coi có thơm không. Cắt ra ngửi coi. Hello chị, chào chị Hồ Vân Mây Trắng. Xin chào hết các anh chị, chào chị Huỳnh Cúc nè. Xin chào hết các anh chị nha, nhớ ủng hộ em nha. Em like cho các bé Tiên có động lực mà sẽ lên. Nói chung là em dẫn dắt, cố gắng dẫn dắt từ từ cho bé Ly qua nha chị. Cảm ơn cô Hoa Cao. Hello chị Ngọc Bích, xin chào hết các anh chị nha. Chào chị Trang Phụng, lâu lắm mới thấy chị Trang Phụng nè. Chào chị Trần Loan, chào chị Huệ. Và bạn nghĩ có việc riêng một thời gian các anh chị nha. Cây này em lên trước cho mình là cái cây bàn chanh, cho chị coi cái mặt bông trong khi chờ em xíu nha. Em giới thiệu về cái lượng cái cây này cực kỳ xiên bông, một cái dòng mà chị rất là xiên bông luôn. Xanh bích hay gọi là vàng chanh, ra vườn thì gọi vàng chanh, nhưng mà anh em bán hay gọi là xanh bích, thơm không? Anh chị cô nước cây mận nè, có tem, bán cái kia trước nha, cái này em lên sau. Đó,
nó có tem, có tên, có tuổi, có tên, có tuổi hết nha. Hilda Lumtree trên cây mận đó. Lumtree là trên cây mận của mình đó, tiếng Anh là trên cây mận đó anh chị. Phụ nữ cây mận nó có tên nha. Hoa thì nó chưa có nở, chưa ngửi mùi được. Kitty xanh là pha 1 ml cho 1 lít nước anh chị nha. Ví dụ như mình lấy một bình 1 lít thì mình lấy 1 ml thôi. Được có mấy cây à, xíu em lên cho. Em lên cái xanh bích, còn gọi là vườn thì gọi là vàng chanh, em thì gọi là xanh bích. Đây, mặt bông. Thì anh chị, cây khỏe, rất là khỏe. Một cái dòng, anh chị nếu mà chưa biết về lan, chưa biết chơi, chưa biết trồng lan gì đó, thì mình tậu một cây này. Em nói anh chị rồi, bông mê mệt và ghiền luôn, và một trở thành fan, fan mê lan luôn. Giờ chị Phương Trang, xin chào hết các anh chị nha. Đây, mặt bông mà anh chị, em lên cái dòng này trước, tại vì em tâm đắc cái dòng này lắm. Nó xiên bông mà hôm Tết em nói anh chị bán 190-200 ngàn một cây, 190-200 ngàn một cây anh chị, 200 ngàn một cây, cây Iran thế này luôn mà không có hàng để bán. Em nói cái lô đó em đi lấy nha, xong rồi em lấy được khoảng 50 mấy cây, là hôm 20 mấy, mười mấy Tết á, phải nói một mùi Tết á. Về xong cái anh nhà vườn anh chở sao mà lật đổ nguyên thùng luôn, xong gãy vòi bông trơn, về có được có còn có được mười mấy cây à, cuối cùng là bán không đủ, không đủ mà khách dành nhau mua, giận hờn tá lả luôn. Vô lô này em về với chị giá cho chị rất là mềm luôn nha, giá rất là mềm, 180 ngàn một cây anh chị, 180 ngàn một cây. Mà các chị cây cây này, cây này to, chỉ là anh chị thích anh chị ra cái chậu lớn rồi nó nhảy con cho mà thấy nha. Đó, rất là to, cây to 180 ngàn một cây. Đó, vòi bông dài và đa số hai vòi bông hết, em làm quà game cho mình luôn. Em lướt cái comment có sót không? Cảm ơn chị Hậu Huỳnh. Chúc mình bữa trưa vui vẻ nha, chúc chị bữa trưa vui vẻ. Em lướt coi có sót không? Quay game, ok, em quay game nhanh. Chia sẻ giúp em nha anh chị. Hôm nay là buổi trưa hay sao mà ít người coi dữ ta? Trăm mười mấy người à, giống như ông thầy gì em kêu là chia sẻ cho thầy đi gì đó không biết. Em cũng chưa coi cái đoạn clip đó nữa mà nghe mấy bạn nói chia sẻ cho thầy đi. Dạ hôm nay cây lùm dễ sợ luôn chị Long, cây lùm mà gấp hầu như gấp đôi lô trước luôn, mà lô trước em bán 200 ngàn cây á, 200 ngàn một cây mà không có hàng. Chợ mua được năm mấy cây mà tính tay đi lựa luôn á nha, xong rồi ông chở từ ngoài đồng đi vô, xong nó ngã đổ, còn có được mười mấy cây bán không đủ xíu răng luôn, tiếc dễ sợ. Hôm nay về được mà nó dưỡng lại nó ra bông đẹp đó chị nha. Giá 180 một cây, đa số từ 2.000 bông, mà cây lùm, cây rất là khỏe nha. 180 thôi anh chị, 180 một cây. Nếu anh chị đi một cặp là 340, em bớt lại 10.000 cho mình, và 310.000 trên cây. Một cây là 180, thay vì cặp 360 em bớt lại một cặp còn 340 nha. Anh chị đi một cặp mình giảm được 20 ngàn. Người ta đi làm đúng rồi, thì chàng muối người ta đi làm kệ, okay, cũng an ủi. Rồi em quay nha, nhớ chia sẻ thể lệ y như cũ, chia sẻ công khai giùm em hình quả đất nha. Đúng rồi chị Thảo, chị Phương Thảo Võ nói đúng, cây lùng gấp đôi hôm Tết đó chị, cây gấp đôi luôn. Lô cây này đẹp lắm anh chị, đẹp lắm nha. 180 á, anh Cao Long có chốt thì lấy một cây là 180, anh chị lấy hai cây thì còn có 170 một cây thôi nha, 340 một cặp. Anh Cao Long một cây, chút xíu em chốt nha, em quay game cái rồi em bán nha. Anh chị có mua thì comment luôn, quay game tặng luôn, quà game trị giá 180 ngàn. Em xin phép quay game nha. Được trăm chín mấy lượt chia sẻ của các anh chị luôn là em cảm ơn. Bên em là không có ưu tiên khách hết anh chị nha. Hệ thống này em vẫn để cho các anh chị coi nè. Đang để vòng quay 71. Hôm bữa anh chị nào yêu cầu nói số 71 là số may mắn gì không biết. Em vẫn để số 71 về dây cho mình luôn, để quay cho nó, tất cả anh chị đều rơi vào vòng quay của nó, quay cho nó đều.
Hôm nay về nhiều hàng, có cả ba xanh ba tím, chậu lớn chậu nhỏ, bà liễu cũng có hàng luôn nha các chị. Mà lên ra hàng nào kịp hàng đó. Trang trưởng là humid. Asimazin với lại cái ba cái đầu trâu 30-15 trên đó đó. Giá của nước mận là 200.000 một cây á nhỉ, 200.000 một cây bằng giá với cái Mitoya Rene Komoda chứ. Komoda. Tên cái Nhật có gì? Xíu em lên cho từ từ em lên cái giờ hai cái dòng em xin phép là lên trước hai dòng nắng, lũ nữ em lên sau nha. Lũ nữ khoảng tầm 4 giờ em lên. Rồi thời thế tạm kịp của anh Tiến Cường ơi, Ngô Tiến Cường. Trời ơi. Ảnh cưới. Quá đẹp. Dạ em không có gửi xe anh Eric ơi, tại vì không có người đi gửi. Nên là thông cảm giùm em nha, em chỉ nhận gửi xe vận tải Sài Gòn thôi. À như là tất cả các đơn xe em như Tô Châu đi xa lắm anh chị, đi cả tiếng đồng hồ. Đi và về là mất một buổi cho một nhân sự đi. À cho nên là công việc nó không có bao nhiêu, giờ đơn xe nó ít nữa nên là bây giờ gửi GNT được đa số được hết rồi. Nên là cố gắng thông cảm giúp em nha. Rồi. Tên gì vậy? Ngô Tiến Cường. Anh con sợ coi có không nha. À em bắt đầu đếm 1 tới 10, anh Ngô Tiến Cường comment có lên giùm nha. 1 cho anh Ngô Tiến Cường. 2 anh Ngô Tiến Cường ạ. À. Ba anh Ngô Tiến Cường. Bốn anh Ngô Tiến Cường. Có nè, anh đã có rồi, anh ấy đã xuất hiện. Ngô Tiến Cường. Ôi, may quá. Chia sẻ cho chi nhánh 2 và chi nhánh 1 18 phút trước phiếu game hợp lệ nha. Chúc mừng anh. Chia sẻ cho chiến hai này, chiến nhánh 1, chiến 2 với 1 đều đang livestream hết. Chào cô Long Quả Hồng. Hợp lệ nha, em xin phép trao quà nha, trao quà nha các anh chị. Trao quà. Live tối cũng có chơi game nên là đầu live nào bên em cũng có chơi game hết. Chúc mừng anh nha. Em lên cái xanh bích cho anh chị nha. 180 một cây, anh chị đi một cặp là được giảm được 20.000. Một cặp là 340. Em tặng cho anh cây này nè, rất là đẹp, rất là lùm nha. Lô này cây lùm đẹp, anh chị tranh thủ chốt nha anh chị. Thích có nụ không, thích mới nhú vòi cũng có luôn. Em có ít à, tranh thủ chốt anh chị. Em tặng cho anh cây này, em lên cây. Thời tới chạy không nổi luôn, đúng rồi đó. Ôi anh chị nhìn cái cây nè, quá đã mấy chị ơi nè. Đó cây cao khỏe, cây này thì được tới 3 vòi bông luôn, em không tính vòi nha. Đồng giá 250 anh, 180 một cây, một cặp là 300. 340, một cặp 340 nha các anh chị. Cây cao to rồi. Nếu mà là cây boss mình cây đến đây nè, cây này 2 năm tuổi rồi anh chị nha, phải 2 năm tuổi rồi. Và thông thường mới của cây tơ, cây ít thân hơn, còn cây này hơn gấp đôi cây từ trước nè chị. Nha. À, đây, đi một cặp như thế này là 340, một cặp 340. Cây này anh chị vòi nè, nó đâm nè. Cây cỡ này lúc nào cũng có vòi bông liên tục luôn nha. 180 một cây. Shop chi nhánh 2. Thế là một lượt. Dạ đúng rồi, đang like. Chốt cho anh gì hồi nãy comment đó. Anh Cao Long một cây nè, em chốt anh Cao Long cây này luôn nha. Cảm ơn anh Cao Long. Một cây là 180 các anh chị à. Một cây là 180 nè. Em chốt cho cô Trần Muối một cây nè. Một cây này cho mình luôn nha. À ba vòi bông. Với một vòi này nó ngắn không tính, coi như là ba vòi bông. Một lùm luôn, một lùm luôn. Ôm hết luôn nè, một lùm cho mình ạ. À. Có Trần Muối một cây ạ, à, em cảm ơn. À băng băng gấp hết rồi gì ạ? À? Hay hết rồi các anh chị nha. Băng băng hết rồi. Đổ.
lùm luôn. Chào chị Như Quỳnh, hello chị Như Quỳnh, em đang lên thanh bích này nha. Thanh bích là vườn thì gọi là bằng chanh, cũng là nó anh chị nha. Cực kỳ xiên bông, cực kỳ xiên bông. Chân muối hai cây luôn. Dạ con lấy thêm cây này đẹp nữa nè, hai cây cho cô luôn à. Coi nó có đều không? Coi lại cái cổ coi có đều không? Xin cảm ơn ạ. Chân muối thêm một cây, số 69 một cây à. Xin cảm ơn. Tải là gì ạ? 180 các anh chị nha, 180 anh chị có chốt nhanh tay chốt, đa số từ hai vò bông luôn, ba vò như chị không tính luôn anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Em lên một cặp cho anh chị luôn nè. Cặp đều đều luôn nè. Ôi đẹp quá. Đẹp quá chị ơi. Quá đẹp. Có cây đó cho nó đều đi, đều bông nổ to hết nè. 180 một cặp 340 các anh chị ạ, đi một cặp được giảm được 20.000. Một cặp 340 nè. Này vòi nè, nó bốn vòi luôn á, gãy hết vòi còn ba vòi nha. Đó, một cặp như vậy cao đều như thế này, anh chị mua hai cây anh chị về ghép chậu cho đẹp luôn. Chị Tuyết Nguyễn một cây 180. À chị Tuyết Nguyễn một cây nè, em chốt cho chị Tuyết Nguyễn một cây à, em cảm ơn. Chị Tuyết Nguyễn một cây nha. Cái này ba vòi, em cảm ơn à. Giá số luôn không? Cũng vậy nha. Em lên cây khác cho nó đều đều. Cao đều nha, cái này độ cao đây. Đều nha, cây này tới 4 vòi bông, nói chung là không đếm vòi anh chị, cây cỡ này lúc nào cũng ra bông anh chị. Chọn chiến dịch, chọn chiến dịch này. Chốt cho em hai cây đi. À một cây cây mận, một nửa cây mận. Chốt cho chị Tuyết Nguyễn thêm một cây nữa nè, 70 thêm một cây nữa. Thêm một cây nữa nha, một cây cho chị Tuyết Nguyễn nè, hai cây cho đều cho mình. Với một cây mũ nửa cây mận 200.000. Hình như còn được vài cây, anh chị có chốt thì em sẵn lên cây luôn nha. Cho anh chị coi cái mặt bông của mũ nửa cây mận luôn, sẵn em lên luôn. Dạ hết, không còn gốc nào á chị Như Quỳnh ơi. Cái đó là, nói chung là bán lỗ banh xác, có tắc lát luôn anh chị, lỗ lắm rồi. Nha, em lên cái cặp này, cặp xong đôi này cho nó đẹp anh chị, nhìn một lần luôn. Ghép cho anh chậu có 340 thôi, nhưng mà nhìn cái mũi anh chị để trước nhà, chị ra cái chậu lớn chị để trước trước cổng cho em. Còn nếu mà anh chị chịu khó phần nắng nữa nha, bỏ cỏ thông vô phần nắng nữa thì chị bông mê mệt anh chị, mê mệt luôn, mà chuỗi bông nó dài, phát bông nó dài lắm, cây rất là khỏe nha. Dạ cô, ok cô, con lựa hai cây kèo cô cây đẹp á. Một cặp cái này 340, ai chốt nhanh cặp này vòi em không có đếm đâu, đếm xương xương cho mấy chị coi nè. Đó, cái này là ba vòi nè, 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi, 7 vòi. Một cặp cho chị Mỹ Loan nè, một cặp đẹp cho chị Mỹ Loan luôn nha. 340.000 một cặp như thế này, một lùm luôn, một cặp cho chị Mỹ Loan nè. Em đi cặp đẹp cho các anh chị, đi cặp cho nó đều đều bông cho anh chị nha. Cặp tiếp nha anh chị, 340.000 một cặp thôi. Chốt nhanh nha anh chị, đẹp lắm. Chị Mỹ Loan nhiều nụ, chị thích đó, đó của chị nhiều vòi đó. Của chị như tới 7-8 vòi á. À, chị Nguyễn Nguyễn, một cây vũ nữ mận gộp đơn hôm qua. Chị nhắn inbox đi, đặng cho mấy bạn cập nhật giúp em với. Tại vì like không cập nhật gớp Nguyễn Nguyễn, coi số mấy. Cho mình cây nhiều nụ nhé, nở hoa rồi đi bắt hỏng hết. Sếp ơi, anh Cao Long 68 họ thích cây nụ, ok em chọn cây nụ cho anh. Anh Cao Long, anh Cao Long thích cây nụ, em lên cây nụ cho. Hồi nãy của anh có một cây nở đó, em lấy một cây nụ cho anh Cao Long nè. Cao Long đổi cây này cho anh nha, nụ nè. À, Cao Long số mấy đây? 68 đổi, có cây nở đổi cây nụ giùm chị. Ok, lấy cái rổ mận lên giùm chị luôn. Chị Nguyễn Nguyễn hai cây mận luôn hả? Ok, chị Nguyễn Nguyễn. Lên giùm em cái địa chỉ nhận nha chị. Chị Nguyễn Nguyễn là có đơn rồi, có đơn rồi. Có đơn nhưng còn chưa luôn, chưa có địa chỉ nữa. À chị Nguyễn ơi, cái đơn nha, chị thông tin của chị chưa có địa chỉ, lên địa chỉ đi được cho bạn. À cập nhật rồi cho đi hàng nha, một cặp cái này 340. Dạ có bán bốc băng băng mà có mấy gốc à, mấy bạn bán chung cái lô gốc hôm qua bán hết rồi. Bây giờ em lên cặp chị Ân thì chọn lại giùm em, tại vì em thấy nó đẹp mà là chị thì chị lấy thôi, thấy không đẹp cho nên là để dễ, chị thấy chị Ân cái nào thì chị báo đổi em đổi cho mình nha. À, rồi cặp như thế này là 340 các anh chị ạ. À.
một lùm luôn anh chị nhìn. Em để xa màn hình cho anh chị coi nè. À, xanh bích nha, còn gọi là vàng chanh đó. Lấy cặp trên tay chị nè, cái chốt cặp này cho chị Diễm Phúc nè, 340.000. Cảm ơn chị Diễm Phúc nha, 340. Này cũng 340 luôn, rất là đẹp quá nhỉ, rất đẹp luôn đó. Vừa có nở có nụ cho mình về ghép một cặp cho nó đẹp quá nhỉ, một lùm luôn. Em cảm ơn nhỉ. Ok ạ, à, để em lưu lại thông tin mấy bạn đó, không có lưu. Em lấy cho chị hai cây mận nè, của nửa cây mận nè, một cây cho chị Nguyễn Nguyễn nè, đang nhú bồi hết nha. Ủa, nó cái bận 200.000 á chị, tất cả đều hàng có bồi hết nha. Hai cây hàng tem hàng đài này Đài Loan á chị. Ủa, nửa cây mận cho chị Nguyễn nè. Chị Mỹ Loan đổi cặp này, ok chị Mỹ Loan. Mỹ Loan số 71 đổi. 71 đổi nè. Ghi chữ đò dưới, đổi dưới. Em lên cặp khác nha, nhanh tay chị ơi, còn cặp nữa nè. Tại vì em cũng lựa, nói chung là hôm đợt tết bán dữ lắm luôn á chị, bán nhiều lắm. Đi cặp này nha, cặp này đồng giá 340 một cặp như thế này. Vòi là để em đếm sơ sơ cho cái cặp này nha. À, 1 cây 2 3 4 5 6 7 8 vòi bông. 8 vòi bông luôn, cặp này cũng 340. Chị Nhã Uyên 3 cây Komoda. Ok chị, em lấy 3 cây Komoda cho chị luôn chị Nhã Uyên nè. Mận hả? Chết cha, lấy cái khay mận dùm Komoda dùm chị với. Chị Nhã Nguyên chờ xíu nha, bạn đang lấy cây. Cặp chị đang cầm em chốt cho chị Nga Tiết nè. Em cảm ơn chị Nga Tiết. 1 340 nha. Chị 74, chị Nga Tiết một cặp ạ. À, em cảm ơn. À, nhớ cho chị cây nha, về Nha Trang nụ nha. Số 70 cây nụ. Dạ. Ba váy hả? Không, em chỉ có mũ nữ vàng Ramsay. Ramsay thì có 190 một cây. Một cây ra chậu lớn cho mình luôn, vàng Ramsay có 190 nha. Đưa đây chị. Đây. Mitoya Rene Komoda. Giá 200.000 một cây, hàng tem hết các anh chị nha. Củ này to hơn hôm trước Tết rồi, gần gấp đôi các anh chị ạ. Gấp đôi, em vẫn bán anh chị giá sưu tầm 200.000 một cây. Hàng này là mới cầm trong tay bán nha, lần trước là mấy cái lô mà Mitoya khác. Thường nó thân nó lèo tèo, nó có phân nửa nè, anh chị nhìn cái thân nó nè. To, khỏe, sẵn lên luôn một lượt nha các anh chị nha. Đây, có tem của nó nè. À, Mitoya Rene Komoda. À, Mitoya Komoda màu trắng, mẫu nữ đó nha. Tên của nó mặt bông đẹp lắm. Từ từ cái tên có đăng lên tường á. 3 cây mận cho chị Nhã Nguyên. Chị Nhã Nguyên là 3 cây mận mà. 3 cây mận cho chị Nhã Nguyên nè. 1 cây, 2 cây. Cho một người nước cũ á. 4 cây. Con ra đổi qua cái kia đi, con bé nó làm đơn không được đâu, cô không yên tâm. Ghi đi để cô bào đơn cho rồi để mai mốt cô nghỉ mấy bữa. Rồi, con đổi qua là thêm 3 cây Komoda nữa. 3 cây Komoda cho chị Nhã Nguyên luôn. 6 cây. Em cảm ơn ạ. 1 cây, 2 cây lựa cây đẹp cho chị luôn. 3 cây cho chị Nhã Nguyên nha, cô 3 cây Komoda. Tiền lên cây tiền ơi. Xếp cây phụ tiền ơi. Mi Nhiên. Đổi Mi Nhiên ơi. Mi Nhiên lên ghi sổ đi thì họ làm bill cho. Chờ em xíu nha. Sắp xếp nhân sự xíu. Tính cho bé này bán em lên chút, nhưng mà thôi để, tại vì mấy hôm em sẽ nghỉ phép mấy ngày cho nên là tranh thủ bán gom lại rồi mấy bạn sẽ xử lý đơn từ từ. Lên cây cho biết cây nha. Tiền lên cây, em vô sơ sổ. Quăng gói đi. Chị...
chuyện gì xảy ra hơi xáo trộn chứ. Chị Trần Hồng Lan, một cây Komoda, một cây cho mình nha, một cây cho mình vũ nữ Komoda, mặt bông đẹp lắm nè. Sẵn chị nãy giờ chốt mà chưa, chị cho coi mặt bông của chị nè. Họ đang bán cái kia lỡ dở luôn. Cặp tám vòi cho em đi. Chị Vân Dương, Vân Dương, lên thông tin đi, em lấy lựa cặp cho mình. Chị Vân Dương ơi, lên em cái thông tin đi, số điện thoại địa chỉ nữa. Ok chị, của chị có đủ đơn rồi. Đợi em lên cái mặt bông vũ nữ cây mận và vũ nữ Komoda. Nghe cái tên thì cũng hấp dẫn đó chị. Gốc nó từ Nhật đó chị, cho nên là nó lạ lắm. Đây đây là vũ nữ cây mận. Tên anh chị có thể chụp cái tên và search đi, toàn tiếng Anh thôi mà không có tiếng Việt anh chị. Hilda Plumtree, Plumtree là cây mận của mình anh chị nha. Đó, mặt bông vũ nữ cây mận nè, mặt bông vũ nữ cây mận nha. Duyên con ngồi rồi. Chạy tới chạy lui được không? Vừa ghi vừa chạy, còn qua phụ kia. Hiểu không? Được. Nó vừa nãy vừa ghi vừa chạy luôn, quăng ra là được rồi. Lên cây luôn, ghi luôn, đa năng luôn. Rồi, em lên cái Mitonia cho các anh chị nè. Mitonia mặt bông nè, đẹp lắm các anh chị à. Mặt bông của Mitonia Rene Komoda nè anh chị, mặt bông rất là đẹp, ngọt lắm mà trắng tinh cưng lắm anh chị. Có ba tông màu ở trong này, cánh của nó có ba tông màu, tông trắng, cánh trắng nha, nhị vàng và hồng, tím hồng, rất là đẹp nha. Đó, Mitonia hàng đắt tiền đó. Cái cây này cách khoảng chừng nửa năm trước mà màu bông khác thôi vậy, màu khác nha, không phải màu độc như thế này. Đã bán 300 mấy một cây, 320 một cây, 320 một cây. Em có ít cây nha. Chạy tới chạy lui đi, còn hai đứa kia nó xử lý đơn. Làm một người nha. Phụ nữ gì? Phụ nữ gì? Chị Quỳnh Cúc lấy cây phụ nữ nào? Nè. Mận hay là Mitonia, em lên cùng một loại cho nên là em chưa có chốt cho mình. Comment rõ giúp em. Chị Văn Dương cho thông tin nè, của mình là lấy hai cây xanh bích. Em đi một lượt ba vòng luôn các anh chị luôn nha. Chị Văn Dương, Văn Dương số 78, hai cây. Kiếm cho chị 8 ngòng, ok, làm sao đủ 8 ngòng cho chị luôn nè. Hai cây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là thấy đủ rồi đó. 6 là thấy đủ rồi. Chị đảm bảo đủ 8 ngòng, 9 ngòng luôn. Trời ơi, 9 10 ngòng gì luôn á. Hai cây cho chị nha. Em chốt cho chị. Chị gì đó ơi nè, quên tên mất rồi. Chị Vân Dương. Chị Vân Dương à, cảm ơn chị nha. Em chốt cho mình hai cây. Cô Liên Trần Thị hai cây mận 36. Chị cô Liên Trần Thị nè, chị Liên Trần Thị. Hai cây mận cho mình nè. Một cây mận là cây mà sao? Có mấy cây mận hơi hết rồi anh chị ơi. Nên tranh thủ nha. Còn mận ông vàng ơi, hai cây mận cho chị Liên Trần Thị số 36. Cô bà sao bỏ đây luôn. Đợi chú về bố cùng bây giờ chốt thêm nữa thôi, để đi chờ cho ngày mai đi. Chưa em cái vũ nữ trắng chưa chị Trần Phương Phương số 16, để cho chị cây luôn nè. Nhắn đi chứ mấy bạn nó chốt không kịp nha, mấy bạn mà đọc tin nhắn không kịp anh chị cứ chốt đây đi nha. Chị Trần Phương Phương một cây số 16 nè, em giữ cho chị đi nha. Tính nha, một cây cho chị nè. Chị Huỳnh Cúc một cây Komoda cho chị Huỳnh Cúc nè, một cây Komoda 200.000 cho chị Huỳnh Cúc. Em cảm ơn chị Huỳnh Cúc số 77. Chị Thái Thanh Nguyễn Thị một cây Komoda cho mình nha, một cây vũ nữ Komoda 79. Thiếu nhân sự như vậy cho nên là hơi cập rập xíu. Chị Trần Phương Phương một cây mận nha, ok, thêm một cây mận cho chị Phương nữa đúng không? Dạ. Một cây mận cho chị Phương Phương nữa nè, số 16 luôn. 16 Dendro về về, em đang lên vàng chanh các anh chị ạ. À, vàng chanh nha. Chị Thái Thanh một cây trắng, hai cây đẹp giúp em nha. Cây trắng 79 là cây trắng đúng không? Thái Thanh Nguyễn Thị tại cây gì? Cây Komoda. Komoda ok, số 36. 36 là cây gì? Mận, thêm một cây Komoda cho chị Liên Trần Thị nè, lấy giống anh chị em.
nữ cây mận và bộ nữ Mitonia Komoda. Cô Long vỏ hồng một cây cho mình nè, số 81. Một cây, tất cả đều đang có vòi bông bên chị Vạch, ở nách lá nó ra nha, tất cả đều có vòi bông, có được có mỗi loại có 20 cây à. Mà hồi sáng bán hết một lượt một ít rồi. Cặp của chị Mỹ Loan hả? Không nhớ nữa chị Loan ơi. Hồi nãy chị đổi lúc sau á. Chị đổi một đợt rồi, lúc sau á chị Văn Dương một cây Komoda số 78. Ok chị, một đi chung với cái cây Komoda một cây cho chị Văn Dương số 78 nè. Dendro trắng, màu trắng, chóp đăng còn không? Còn anh Bảo ơi. À, Sato trắng em còn nha. 5 cây có 250 thôi. Lấy em lên luôn, có sắc cái bo luôn nè. Có, màu trắng có nha. Lên Lê Tấn Bình một cây vũ nữ trắng cho Lê Tấn Bình nè. Một cây vũ nữ trắng cho mình nha. Mitonia Rene Komoda số 24. Chị Kim Hường hai cây vũ nữ, mỗi loại một cây hay là chị lấy loại nào? Em lấy mỗi loại một cây trước cho chị nha. Một cây cây mận cho chị Kim Hường nè. Chị Kim Hường một cây Komoda đúng không chị? Em thấy chị comment hai vũ nữ thôi, nên là lấy mỗi loại một cây đúng không? Em lấy trước cho mình nha, để lát hết cây em hết rồi đó. Hết rồi đó, tranh thủ anh chị ơi, hết rồi đó. Tranh thủ nha, hết rồi đó. Cho chị còn được nhiêu đây nữa hết rồi chị. Chị Tuyết Nguyễn một cây vàng chanh, một cây mẫu 200. À chị Tuyết Nguyễn một vàng chanh. Một vàng chanh cho chị Tuyết Nguyễn 180 nha. Vàng chanh em đi luôn một lượt ba loại nha. Vàng chanh cho chị Tuyết Nguyễn số mấy con? Có rồi hả? Có rồi mà. Chỉ hai con hai vàng chanh mà. Của chị là có hai vàng chanh, vậy là chị lấy một cây đúng không? Một cây mận 200. Nhớ cho ngọc nụ cho che. Ok, vậy là bỏ cây đó lại. Lê Tấn Bình rồi, chị Kim Hương rồi, chị Nhi Lê lên địa chỉ liền giúp em nha. Hai cây trắng một cây mận cho chị nè. Hai cây trắng cho chị Nhi Lê nè. Nhi Lê hai cây trắng cho mình. Mitonia trắng còn Komoda nè, số 83. Một cây mận cho chị nè. Cho chị Kim Hương mỗi loại một cây. Ok, hồi nãy có lấy rồi. Một cây cho mình nha. Có tem hết. Đây còn cây nữa cưng. Ok chị. Ba cây. Chị Mỹ Loan cho nghe nhiều là được rồi. Ok. Em còn đúng 4 cây Mitonia. Mitonia, Mitonia nha các anh chị. Số 83. Một Komoda với một mận. À ok, một Mitonia một mận thôi. Em cho anh chị coi mặt bông lại nè. Cái máy em nó lấy cái này coi đi cho cô mượn cái cục đó đi, cái cục nghiêng nghiêng đó đi. Chờ em xíu nha chị, em sắp xếp đội hình của em tới cái chỗ để chỉ hình cái màn hình này đó. Chờ em 2 phút mà. À chốt nhanh nha chị, còn có mấy cây à? Mận còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. À Mitonia em còn 4 cây 5 cây. Cho trắng hàng lá chị anh Bảo ơi, hàng lá như thế này nè, hàng lá như thế này trồng trong chậu 14, 50.000 một cây, lá đứng ngọn sắc hoa hết rồi. Chị Kim Hường cho địa chỉ ở Bắc Giang. Ok chị, em cảm ơn. Nè cho anh chị coi mặt bông Mitonia Rene Komoda, tên của nó nè. Cho anh chị coi cái tem nó luôn. Chờ em xíu. Coi coi cái tem hoặc hoa của nó. Tem Mitonia. Đây. Tên Mitonia Rene Komoda. Vũ nữ Mitonia Komoda màu trắng. Tem. Và trồng vào 11 tháng 8 năm 2018. Bây giờ là 2022, 4 năm mà anh chị. 3 năm rưỡi, gần 4 năm rồi nha. À, đó có mã tem, mã hàng hết nha. Mã hàng anh chị có thể tra cứu lên tra cứu trong cái sọt của cái orchid có nha các anh chị nha. Đó. Còn đây là vũ nữ Mitonia Komoda, mặt bông đẹp mà ngọt. Lô này cây to, thân củ to, cây khỏe đẹp chứ gì ạ. Khỏe đẹp lắm nha. Tranh thủ chốt, em còn có 4 cây thôi. Ai chốt được chốt nha, để chốt trên live nhiều lắm.
coi trong Messenger còn mấy cây còn thiếu của khách Komoda nhắn cho cô để cô giữ nha, còn có 4 cây nha. Đây, còn mặt bông thứ hai là mặt đông vũ nữ cây mận. Em cho anh chị coi mặt bông cây mận, anh chị search lên Google. Đây. Đây mặt bông. Nhìn cưng lắm anh chị. Đây là cái tem của nó. Tem em chụp luôn nè. Hilda Bloom Tree, cũng nữ cây mận nha anh chị nha. Đây. Mặt bông. Chụp cận cảnh như thế này. Đồng giá 200.000 một cây, 200.000 một cây thôi, còn đúng 7 cây. Em dặn tới 50 cây á, về được có 20 cây à. Chốt nhanh nha anh chị, đẹp lắm nha, hết. Rồi, hết hết miên tu nha luôn, chị gì lấy hết luôn kìa. Đó, mặt bông đẹp nha. Em không biết cao nhân nào mà đặt cái tên. Cái tên cây mận luôn á. Chị Chi Quỳnh ơi, cho thông tin đi, em mới giữ đơn cho mình nha. Chị Chi Mận ơi, chị gì? Chi Quỳnh ơi, đọc Chi Mận luôn, tới không chuyện luôn. Chị Chi Quỳnh ơi, cho em cái thông tin đi, em giữ đơn cho mình, còn đúng rồi, cây cuối nè. 5 cây chứ, được 5 cây. À, cho em số điện thoại và địa chỉ à, để bên em à, mới chốt đơn cho mình nha. Cây mận không còn ít cây, trong khi chờ anh chị nào có nấn ná suy nghĩ thì à, nhanh nha anh chị, chứ là hết đó. Có nhiều đó à. Em lên cái cặp này tiếp cho anh chị là cây xanh bích, cây còn gọi là vàng chanh, xanh bích nha. Inbox à, à, ok, inbox liền cho em cái địa chỉ đi. Chốt cho mình 4 cây, nhắn rồi nhập cái địa chỉ các em gửi cho mình, em giữ cho mình 4 cây. Cặp này rất là đẹp các anh chị nha. Cặp này một lùm luôn, 340, 180 một cây, anh chị lấy 2 cây được giảm 10.000 trên một cây. Còn có 170 thôi, cây này hôm trước Tết là không có để bán mà bán giá 200.000 một cây đó anh chị. Còn bây giờ em bán chị giá có 180 thôi, anh chị đi cặp là còn có 170 một cây. Cây một lùm mà cây đẹp, cây lùm hơn lô trước nữa. Xanh bích nha, hay còn gọi là vàng chanh. Nhà vườn khác thì gọi là vàng chanh, còn mình gọi màu nó là theo cái màu bông của nó. Cây thế này, một cặp 340, ai chốt cặp này chốt. Em không đếm bồi sơ sơ thôi nha, chị xương xương thôi nha, không có đếm những mắt u, chỉ đếm bồi mà nhú lên thôi. 1, 2, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bồi bông luôn nha. 9 bồi bông. Cặp này 340, ai chốt cặp này chốt giùm em. Đâu mất tiêu ta, anh chị còn đó không ta? Sao im ru hết trơn rồi. Chào chị Hà Nguyễn. Đây cặp này 340 nha, 340 nha các anh chị. Đó, 340, 9 bồi bông luôn, con số 9 rất là đẹp. Chào chị Mỹ Ngọc. Xin chào hết các anh chị nha. Em đang lên xanh bích, cho các anh chị coi mặt bông của xanh bích nè. Chốt 340 cho cô Nga Lý. Ok, chờ xíu nè. Cho coi cái mặt bông. Anh chị về ghép như vậy nè. Anh Nam Nguyễn ơi, chốt đơn. Nam Nguyễn lên cái thông tin giùm em với, mình chưa có thông tin vào hệ thống dữ liệu của bên em nên em chưa có dám chốt đơn. À, anh chị có thiện chí mua hàng, vui lòng cho shop xin số điện thoại và địa chỉ để shop gửi hàng nha, mới chốt đơn giữ. Tại nhiều anh chị chốt xong rồi quên cho thông tin là quà đơn hàng rớt lại, tụi em bán lại cái cây đó lần thứ hai nên hơi vất vả, mong các anh chị thông cảm cho thông tin đầy đủ giúp em. Đây mặt hoa đó anh chị nhìn đi, cái này là bằng có khoảng 2 cây mình em ghép lại, 2 cây của shop mà ghép lại nó sẽ trên thế này. Anh chị về trồng cái chỗ lớn thuần nắng 100% anh chị, cho cây nó lên bông nhiều, nó lên bông nhiều, vòi bông nó mọc liên tục luôn, rất là đẹp nha, nở bền bông lắm anh chị. Cái cây này nếu mà cây nắng tầm thông thường anh chị là phải 2-3 tháng, còn này 4-5 tháng chưa tàn, rất là bền bông, mà chu kỳ làm bông của nó là hầu như là một năm anh chị phải được 4 lần bông. Em nói ít nhất 4 lần bông, mà vòi bông này nó đua theo vòi bông sau nha, hết vòi bông này nó ra vòi bông khác. Anh Nam Nguyễn một cặp, em chốt cặp này cho chị Nga Lý trước nè. Còn anh Nam Nguyễn em lấy một cặp khác cho anh Nam Nguyễn, đẹp giống vậy luôn nè. Chị Nga Lý số à, em lấy một cặp cho anh Nam Nguyễn nha, đẹp giống vậy cho anh luôn. 85 nha chị Nga Lý, em cảm ơn. Anh Nam Nguyễn lên thêm địa chỉ giúp em nha. Ok, có địa chỉ ở Gò Vấp quận 3 để em lấy cặp đẹp cho em luôn. Gò Vấp quận 3. Đang đợi lấy cây nha, em lấy trước cho anh một cây nè, nhìn đẹp chưa? 5 bồi đó. Cây này 5 bồi luôn nè anh Nam Nguyễn ơi.
Nam Nguyễn nè, một cây chanh nè. Vòi đang lên, đang vòi nụ rất là nhiều đơn, nên nếu mà ở Sài Gòn quận 3 thì mình bút ráp á, nó đắt hơn cái bưu điện nó tí xíu, khoảng chừng 20.000, 30.000 thôi, nhưng mà cây anh chị an toàn và nhận nhanh nhất và cây nó an toàn nhất luôn. Cây này năm vòi bông nha, để em lấy thêm cây nữa cho anh nữa. Thêm cây này cho anh nữa nè. Hai cây này nha, hai cây này. Nói chung là cây này 8-9 vòi gì đó, 8 vòi là rồi đó, còn có thể 9 vòi nữa nè. Đó, chốt cho anh cặp này nha, em cảm ơn nè. Cặp 340, các anh chị cặp 340 nha. Phí ship bao nhiêu thì ráp nó thu bao nhiêu, em thu bấy nhiêu. Kiếu là đóng bưu điện riêng, cái kiện này khoảng 66.000 tiền ship. Bưu điện thì đi 2-3 ngày, anh bút ráp đi, bút ráp cỡ đó cũng cỡ từ khu công nghiệp Tân Bình về phía anh chắc khoảng chừng 60.000 tiền ship à, 60-60 mấy ngàn cũng tương đương á. Duy Anh hả? Anh Duy Anh ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc là ship cái đó khoảng 66.000, 66-70.000 gì đó. Cái chậu này to nên nó nặng. Như cái thùng nữa, thùng giấy nữa anh chị. Cho nên là nó nặng ký. Ra 5kg là ship anh hết là 66-70.000 rồi. Cây thế này 180 nha. Anh chị nào còn chốt, xanh bích chốt giùm em nha. 180. 180 một cây, một cặp 340. Rất là đẹp nha. Mặt bông nha. Đó, màu xanh mà rất là bền bông, mà xiên bông nữa. Cây tạng thế này em thấy lên vòi không? Nãy giờ em lên cây chị đâu có cây nào một vòi đâu. Phải 2, 3, 4 vòi, thậm chí 5, 6 vòi bông luôn. Đó. Cây này 180.000, anh chị nhanh tay chốt nha, 180. 180 một cây. Em đi một cặp này cho nó đẹp mà. Đây. Cái này mới đẹp đôi luôn, một cặp đẹp đôi luôn cho các anh chị nha. Một cặp đẹp đôi hết cái màn hình em rồi. Phải đứng dậy cho anh chị nhìn thấy nè. Đó, hết cái màn hình luôn. Một cặp 340, một cặp 340, đây một cặp 340, đồng phí ship luôn á chị Vân Dương ơi. Nếu về chị hai cây này khoảng 70.000 thì ship 66-70.000 gì đó. Hôm qua có đặt hai combo là tăng trưởng và giải độc làm phủ ACT vôi, sao không thấy gọi điện gì hết. Chị Trần Hồng Lan còn đang xử lý đơn á, nhân sự bên em hơi thiếu cho nên là xử lý đơn hơi chậm trễ, mong chị thông cảm nha. Chốt cặp này cho chị Ngân Kim nè. Trời, chị Ngân Kim là thiệt là sáng mắt luôn nè. Một cây cặp rất là đẹp luôn. Em cảm ơn, chúc mừng chị. Còn cặp đẹp hơn bụng, đang vừa nở vừa nụ đẹp đó chị. Anh chị về hai cây đó vô là ghép vô một chậu là vô giá luôn á. Chậu này là vô giá luôn á. Em lên cặp khác 340 nha. Chị Thị Chi Quỳnh, hồi nãy có 4 cây Komoda đúng không? Đúng không? Chị Chi Quỳnh nè, một cặp xanh cho mình nè. Một vòi, hai vòi, đếm sơ sơ thôi nha. 3 vòi nè, 4 vòi nè, 5, 6, 7, 8 vòi nha. Em không có đếm mấy cái thân dưới nữa. Đếm sơ sơ 8 vòi cho chị nha. Một cặp cho mình 340. Em cảm ơn. Với lại 4 cây Komoda cho chị nè. Mitoya Komoda một cây, hai cây. Nó có trồng trong chậu này với cái chậu này cùng một giống hết nha chị. Nhưng mà nhà vườn nó chưa có ra chậu kịp thôi. 3 cây, 4 cây cho mình, 200.000 một cây rồi. Em cảm ơn. Cảm ơn chị Thanh Thanh. Chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Lâu lắm mới thấy chị Thanh Thanh nè. Hôm trước dịch chỗ chị gửi F hôm nay ổn chưa chị Thanh? Chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Lên cặp này đều cho các anh chị luôn nè. Cặp đều đẹp quá chị ơi. Bập bập đau chặt cái chỗ quá. Từ từ lùng mình mà ngồi cái ghế cao to đùng, cho nên là bây giờ nó chặt cái chỗ. Kéo cái này xích ra. Chờ em xíu nha. Em kéo cái ghế qua cái. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị, kính chúc chị thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha anh chị. Nha anh chị Thanh. Đây, một cặp nha anh chị nha. Một cặp thế này cao thì em đứng xa cho các anh chị coi. Đó, cây cao, nếu mà đứng cạnh này cao nó là khoảng như đây. Nha em. Nó khoảng 1m2, khoảng 1m1. Khoảng 1m đó nha, khoảng 1m1-2 gì đó. Đó, một cặp như thế này. 340. Rất là nhiều vòi bông, cây này 4 vòi luôn, cây này 3 vòi. 4 vòi luôn, 8 vòi bông cho cây thế này. Cặp lô này đẹp anh chị, lô trước Tết em bán anh chị 200.000 một cây. Lô này một cặp thế này. Ủa cái này 5 vòi. 5 vòi luôn á.
chín vòi bông cho cặp này nha. Ai chốt nhanh cặp này chốt giùm em. Đây là nụ to hết rồi, chuẩn bị nở nha. Cặp này 340. Bên em bắt đầu mưa cho nên là cái mic thì nó bị hư, cho nên là hơi khó nghe xíu, mong anh chị em cố gắng nghe giùm em nha. Đang mưa mà cái mic nó bị hư rồi. Cặp 340 các anh chị ạ, và 340.000. Đó, còn như thế này 340.000. Anh chị chốt nhanh chốt cặp này nha, chín vòi bông. Bò tím có luôn á chị Phúc Nguyễn ơi, có bò tím nha. Em có hàng chậu lớn 380 một chai cây. Cây nó 3-4 vòi gì đó, 380 một cây. Xanh bách em còn nha, anh chị nhanh tay chốt nha. Dạ, cảm ơn chị Hoàng Yến. Chúc chị thiệt nhiều sức khỏe nha. Dendro thân thủ không? Anh Chuyên Lê. Thân thủ hả? À, không, em tầm vài trăm thôi. Hàng thân thủ bây giờ hết rồi. Em lên tiếp cho anh chị một cái dòng nữa là dòng nắng mà hoa thơm. À, màu vàng, hoa thơm. Cây cũng lùm đẹp như thế này, chậu 18, hàng chậu lớn như thế này, cây lớn như vậy luôn. Bán đồng giá như cây thế này luôn, lên lên đó là cây vàng lai ben. Cho chị ít cây vàng lai ben vàng ơi. Đây, đây là cái cây xanh bích cho anh chị coi mặt bông, xong em mua luôn cái mặt bông của vàng lai ben cho anh chị coi. Mặt bông xanh bích. Đây. Ok, em chốt cặp này cho anh Ngô Kim nè. Em cảm ơn. Đó, mặt bông của xanh bích nha, cặp này đẹp á, cặp này quá đẹp luôn. Đó, mặt bông nha, mặt bông. Anh chị nhanh tay chốt nha, rất là đẹp. Em chốt cho Ngô Kim, em cảm ơn. Em lên cặp khác cho chị Minh Như nè, cặp đều luôn cho chị. Chị Minh Như quá trời đẹp, chị Minh Như ơi, cũng vòi tua tủa luôn, phải từ 8 vòi trở lên cho mình. Quá trời đẹp luôn. Một cặp cho chị Minh Như nha, một cặp cho mình luôn nè. Vòi nè, bốn mà cây này bốn vòi, cây này cũng bốn vòi cho mình nha. Một cặp đẹp cho chị luôn nha, y rang vậy luôn, rễ rất là khỏe các anh chị ạ. À, mầm nó đang bật lên nữa nè. Chốt cặp này cho chị nha, em cảm ơn. 340. Em chốt bán 340 mà anh trả giá 300 sao em bán được anh ta. Em lên cặp khác cho anh chị nha. 340 luôn. Cặp 340 lấy lẻ là 380 một cây. Một cây. Ủa, cây này đẹp quá chị ơi. Lùm một cặp này. Chia vòi không đếm vòi luôn nha. Xuông xuông là 6-7-8 vòi gì đó đang mắc u lên nữa nè. Cặp này 340, anh chị nhanh tay chốt. Cây này đang vòi ở nách nữa nè. Rồi. Nên anh chị vòi nữa nè. Vòi không luôn. Rồi, mầm đang bật lên, cặp 340 nha. Ai chốt cặp này chốt giùm em. 340.000, mầm đang bật lên nữa nè. Cây rất là khỏe. Chỉ hai cây anh chị có 300 mấy về thôi. Đó, về tới nhà anh chị kiếp chung một chậu rồi nở bung quanh năm cái gì, quanh năm cần chi sống chi hàng khủng hàng gì. Mua hai cây này rẻ tiền anh chị về ghép chậu chơi cho nó đã. Bông thì quanh năm mà bông rất là bền, nhìn chiếc chán luôn. Kèo vuông không có, kèo vuông em đang dưỡng ở vườn chưa lên. Shop này của bé Thiệu, à bé Thiệu là chi nhánh 2, còn em ở chi nhánh 1 ở Sài Gòn, bé Thiệu là chi nhánh 2. Giờ kêu viết cho chết danh bé Thiệu luôn rồi. Bé Thiệu, à bé Thiệu. Đây, cặp này 340, ai chốt cặp này chốt cho em nha. Cũng 8 vòi bông cho các anh chị luôn. 1, 2, 3, 4 7 vòi chứ, 7 vòi bông. Một lùm thân rất là lùm nha. 300. Rồi em bông cái vàng lai ben. Mặt bông của vàng lai ben cho chị một cặp. Nó đang trên em nó hơi mưa cho nên là nghe hơi khó nghe, anh chị thông cảm nha. Vỏ dừa anh chị, nhưng mà dinh dưỡng nó đầy đủ.
thơm. Mặt bông của nó nha, cây khỏe đẹp luôn. Em bán đồng giá, anh thể chị có thể lấy cây này cây kia, hoặc đi một lượt một cặp, lấy một cây lẻ một cây là 180 đi cặp 340. Bà lẻ xưa có anh Đạt như hàng chậu nhỏ, có nha. Có phụ nữ em mới lên là chị Sang ơi, em lên còn được một cây Mitonia trắng mà chị lấy không? Mitonia Komoda với lại cây mận còn được vài cây. Anh chuyên bao thông tin đi em mới chốt cho mình nha. Lên số điện thoại địa chỉ em chốt luôn. Hello chị Thư Phùng. Anh Chiên ơi, cho thông tin đi bên em mới lên đơn nha. Hello, chào chị nha. Dạ, đúng rồi ạ. Ủa chị Chiên hả? Dạ không, em bên Sóc Hoa Lan Vĩnh Kim chứ không phải chị Chiên. Dạ dạ. Em lên cho anh chị là cái vàng lê bên nè, mặt hoa nè chị. Cây rất là khỏe luôn nha. Đó, mặt bông của nó nằm màu vàng nha. Màu vàng, vàng. Đây, cây hai vòi bông hết cho các anh chị nha. Một cặp 340. Đi lẻ một cây 180, một cặp 340. Cảm ơn chị Thanh. Cảm ơn chị Thanh, cảm ơn chị Thư Vùng. Chúc chị Thanh về sức khỏe nha. Chúc buổi trưa vui vẻ, chúc chị Thư Vùng về sức khỏe và về sự như ý nha. Đi một cặp 340 có gì ạ? Một cặp 340 nha. Đang mua quá cho nên là nói nó hơi bị loãng xíu. Anh chị gắng nghe giúp em nha. Đang bên em đang mưa mà không có mic nữa. Sao cái mic đâu được chưa vậy? Cái micro cũng ra có vô pin không? Sao cái mic á? Sạc cái mic coi lại cho nó có vô pin không? Dạ, sạc hôm qua sạc không có vô. Cặp này 340 nha các anh chị. 340. Vàng lai ben hoa thơm. Một cái dòng hoa thơm mà giá rẻ. Cái này là chậu lớn, hàng chậu lớn nha. Một cặp có 340 anh chị lấy hai cây anh chị ghép lại. Đẹp và xiên bông. Một năm có khoảng là 4 lần bông, 3 đến 4 lần bông. Gia Gia có chị Phụng ơi, còn ít cây á, Gia Gia còn được mấy cây à, có một số đơn khách không gửi được cho nên là em còn được ít cây Gia Gia à, lấy lẻ một cây 70.000, 5 cây 250. À, có lấy thì xíu em xem lên cho. Cô Nga Lý số 85 là cây gì ạ? Thêm một cây nữa cho cô, giống hồi nãy cho cô nhé. Là em lấy thêm một cây xanh tích cho cô nữa là cô Nga Lý tổng cộng 3 cây. Có chị thấy còn được sọt cái gì đó. Lấy cái sọt cho da luôn giùm chị đi. Cô Nga Lý 800. Một cây xanh tích cho cô Nga Lý nè. Cây này nãy đang đều, không lấy cây khác thôi. Cho cô Nga Lý nè, tổng cộng của mình 3 cây nha. Một cây cho cô Nga Lý, 3 cò bông, 4 cò bông luôn. Hai cây xanh bích trên.
cây chanh bích chanh chiên lê nè, rất là đẹp luôn nha. Cặp này cho anh nè, rất là nhiều vòi. Cặp này cho anh nha, em cảm ơn 340. Gửi cho em thêm địa chỉ nha. Ok, con nghe lý cái số 85 hồi nãy có cây nè, hết có đều không? Ba cây cũng là lớn, và coi lại đều hay không nha. Mới sạc pin, hồi tối qua sạc nó không vô pin, bây giờ là đang gắn vô để đợi em mở lên coi nó còn lâu về pin không. Chị Phước Phan Thị ơi, nhắn cho em inbox đi. Nếu mà đơn cũ để mấy bạn bỏ vô, tại vì em like em không có check được á. Nhắn Phước Phan Thị thêm cái ba cây đó đều luôn á. Ok, ba cây của cô đều ạ. À, bạn kiểm tra rồi. Vô. Combo thuốc của em thì có mấy loại nè. Đợi em xíu. Thứ nhất là combo kích trị rễ, combo kích rễ 105.000, kích chuyên về rễ, tập trung bộ rễ thôi. Combo thứ hai là combo tăng trưởng cho nó mập thân. À, nó sẽ đạm nhiều, đạm hữu cơ và đạm vô cơ, là combo mập thân cũng 105.000. Combo thứ ba, combo tập trung về kích hoa. Kích hoa đó là vừa kích vừa dưỡng, 125.000. Combo thứ tư là combo dưỡng cho vòi bông nó dài, là 190.000. Lên màu đẹp, vòi bông dài. Có 4 combo cơ bản đó. Và một combo khác là combo bệnh. Bệnh thì nó có mấy 4 cái loại bệnh cơ bản. Thứ nhất là bệnh nấm, bệnh thối nhũng, hai là bệnh côn trùng, thì sùi đó, là combo có 5 loại combo đó như vậy. Tại vì lâu quá không có giới thiệu, không có chuyên về đó nên chị gái em mới tư vấn ít. Còn tím măng cục quá chị Lệ, chị Lệ lấy mấy cây em lên cho. Còn tím măng cục hàng lá à, 3 cây 200. Tím măng cục còn ít nha, bỏ đây luôn đi. Chiên lê ở Bắc Giang, hai cây đó về anh ship khoảng là 66-70 ngàn, thì ship gửi hàng nha. Hai cây to mà nặng ký, thêm cái thùng giấy nữa là khoảng 70 ngàn, thì ship ra tới tận nhà cho mình luôn. À, có cái rổ mini là chị thấy xả rồi, trước có lấy lên chị xem luôn cho. Chốt dư hả? Chốt dư rồi, không đủ rồi chị ơi. Gia có nghĩa là đơn chưa giải quyết hết à, xả ra nhưng mà có chốt dư rồi, tối một ít rồi nên là em chưa có dám lấy ra bán nha. Anh chị có thích thì comment mà em chốt dư cho, nếu mà còn em sẽ chuyển cây coi cho mình. Hồi tối do chốt dư cho nên là bây giờ không dám lấy cây bán. Cảm ơn chị Ngọc Bích nha, chúc chị thiệt nhiều sức khỏe nè, vạn sự như ý nha. Em có mấy cây lẻ lẻ để em lên cho anh chị nha. Mấy cây lẻ lẻ em lên nha. Từ từ. Sẵn lên vũ nữ em lên cho chị. Cái dòng vũ nữ vàng đang xây nha, đang ra chậu hết cho mình hết rồi. Cây này 190.000 cây. Cây này là hai vòi bông, đang có hai vòi bông, có một vài cây thôi, em bán sẵn bán nốt luôn cho anh chị coi mặt bông của nó nè. Cây này ra chậu lớn rồi anh chị. À, còn cho mà em chưa lựa ra, nếu anh chị có lấy thì comment đi em chốt dư cho, tại vì chưa có lựa ra bán.
nó lộn xộn màu. Mà nó đang xay. Đây, nó vàng. Thấy anh, nhưng mà để anh coi comment cái gì. Có ben soda, ben soda em không có nha. Đây có vàng đai ben thôi. Mặt bông của nó rồi anh chị. Dạ, chị Thanh Đặng chờ em xem cho lại cây xanh ngọc của mình. Nha, phụ nữ nè. Phụ nữ vàng, cây này 190. Ra chậu gỗ rồi, vô chậu giả gỗ rồi anh chị nha, 190. Rồi, đây em xé cái lá xanh cho mình. Đây, mặt bông xanh bích. Mặt bông của nó nè anh chị. Trăm chín nè chị Liên ơi, cây đó có 190 nè. Mặt bông nha. Ok vậy anh. Mặt bông nha. Bông. Đó anh chị bề ra chậu lớn rồi để dưới đất đó chị. Đây là người ta trồng dưới đất luôn nè. Lốp xốp ở dưới nhiều nha. Nếu mà chậu anh chị trồng loại này anh chị nhớ lốp xốp ở bên dưới cho nhiều, cho nó thoáng nước, thoáng bộ rễ thì cái cây mình nó mới không bị úng nha. Đó, ra chậu lớn thì để phía trước nhà thôi. Hai bụi lùm như vậy thì nó đẹp rồi. Em chốt cây phụ nữ vàng cho chị Liên nè. 190 rồi, em cảm ơn. Cây này 2.000 bông luôn. 190 em cảm ơn. Gia gia là 70.000 một cây, 3 cây 2, 5 cây 250. Nàng tiên cá chưa có gì Giang Thí Leo ơi. Chưa, em chưa có nàng tiên cá nha. Tên là quá luôn á. Cây này gỗ nở vàng 1 vòi bông. 1 vòi em bán 170, 2 vòi 190 nha. Cây này 170 thôi, ai chốt nhanh tay chốt 170. Một cây đang có một vòi bông, phụ nữ vàng 170 một cây. 170 nha, 170 thôi. À, bớt 20.000 do nó có một vòi bông ạ, một vòi bông. 170 phụ nữ vàng. Mơ cái là mất hứng anh chị. Mơ cái nói anh chị không nghe là mất hứng. Gia gia bao nhiêu giả hành. Bây giờ nó hết rồi, chốt hết rồi. Nó chưa có dư ra. Hàng trong trọng 12 thôi. Hỏi đếm giả hành là em bó tay luôn. Khoảng 2-3 giả hành, 2-3 giả hành vậy thôi. Chị Thanh Đặng, Thanh Ngọc một cây là 180, một cặp 340. Hàng chậu lớn. Hoa tự nhiên đó chị Liên. Là sứ mệnh đó, em trồng ở vườn á. Vườn em ở dưới Tiền Giang á, tự nhiên luôn á. Hai cây nhiều nụ thân tư. Vàng lấy ben cho chị dưới ngô nè. Hai cây vàng lấy ben cho chị nha. Hai cây vàng lấy ben cho mình. Hai cây cho mình nha. Dưới ngô một cặp 340. Trồng này đắt tiền á chị, hoa thơm đắt tiền nha. Em bán anh trình giá cũng bằng như cây xanh bích. Đó, nó hơi ít vòi hơn nhưng mà nó hoa thơm. Một cặp cho chị dứa ngon nha, một cặp cho chị nha, 340. Cặp này hàng chậu lớn nha, anh cảm ơn. Hồng Bỉ Ngân hoa sao nữa. Từ từ đi xuống em qua dòng cho bảo con. Từ từ bên dòng bảo con. Em lên tiếp cặp xanh bích khác cho chị một cây. Này 340, xanh bích như thế này anh chị. Lấy lẻ một cây là 180, một cặp 340. À cây này nhiều vòi. 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi. Cây này 3 vòi. 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi, 7 vòi, 8 vòi, 9 vòi.
bị rạ gãy nha. Hai cây này 340, một cặp anh chị mua về ghép lại rất là đẹp nha. Đó, hết cái màn hình luôn. Một cặp 340. 340 nha. Ai có chốt xanh đất hay còn gọi là xanh ngọc hay gọi là vàng chanh cũng là nó chị. Như cái kiểu cái người ta gọi theo cái màu bông của nó thôi. À, có người thì gọi là cái gì à? À, thông chai rin, thông chai rin cũng là nó chị, thông chai rin nha. Dòng này xiên bông, rất là xiên bông, nhiều tên để gọi. Chốt chị Trần Phương Phương cặp này nè, em cảm ơn chị, một cặp đều cho chị Trần Phương Phương nè, 340, em cảm ơn. Số 16, cảm ơn chị. Lùm nữa nè. Đây, một cặp này 340 nè. Một bồi, hai bồi với mắt u đang lên. Ba bồi, bốn bồi, năm bồi, sáu bồi, bảy bồi, tám bồi. Tám bồi luôn. Chín bồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bồi. Tám bồi đúng không? 3 8 bồi, tám bồi. 340 nha. Chốt đơn cho em đi, ba ngồi rồi chưa thấy gì. Có mới chuyển qua đóng mai ngày thứ ba là không kịp chị, là không kịp, có nhân sự có phân nửa thôi à, thông cảm cho em nha. Em thấy chuyển qua mấy bạn hôm nay đang soạn đơn cho chị á, là chắc cuối ngày sẽ báo phí. Cặp 340 nè, anh chị chốt cặp này lùm đẹp nha. Ai chốt cặp này chốt cho em 340.000 một cặp thôi, rất là đẹp. 340 xanh tích một lùm luôn, cây to khỏe, hai cây vậy anh chị ghép lại có 140 cây hả. Em buồn giờ, đừng buồn mà. Đừng buồn nha, đừng buồn nha. Chị đơn chị nhiều lắm á, hôm qua em gộp đơn chị lại á nên nó nhiều. Có ra bill à, sáng ra bill à. Còn học Mỹ Nhân nữa chị Liên. Hình như sáng chị Liên có một cây phải không ta? Có không nè? Có học Mỹ Nhân còn được mấy cây á. Còn không vậy? Còn không vậy. Em còn hàng vú bồi nha, sẵn em lên cái đó cho mấy chị nè, đợi bớt mưa cái em lên nha. Bây giờ nói không lại cái tiếng mưa nó ác đi mất cái tiếng của em rồi. Cặp 340, 101 cây 180, anh chị nhìn biết bao nhiêu là thân. Cái thân này bằng gấp đôi, cái cây này gấp đôi hơn trước Tết nữa, mà hơn trước Tết bán 200.000 cây á nhỉ. Cái này thân gấp to hơn gấp đôi luôn mà bán anh chị với giá rẻ hơn, có 170 cây thôi. Anh chị đi lẻ là 180 một cặp 340 nha. Ai chốt xanh bích nữa chốt giùm em, cặp này rất là đẹp. Bảy vừa bông. Bảy vừa bông. Đang vừa nở vừa nụ nha, đang nụ to, chuẩn bị nở rồi. Nụ đang lên cây này chị chơi tới tốt vẫn còn bông. Em nói không có nói biêu với chị. Hết vừa bông này nó ra vừa bông khác mà cái này nó rất là bền. Bền gấp đôi cái dòng neno nắng thông thường luôn. Rất là bền nha anh chị nha. Rất bền. Một cặp 340 nha. Ai chốt cặp này chốt giùm em, cặp đó đẹp. Mưa bớt mưa cái bắt đầu mới lên dòng mới, giờ lên lai rai đi. Tại cứ sao nói không có được, nghe không có rõ, cho nên là để từ từ đem lên dòng mới. Có mấy cây lẻ lẻ em lên cho các anh chị nè. Mấy cây vàng lưỡi đỏ lên đi nha. Cái đó chị ngắm nghía nó lâu đó nè. Vàng lưỡi đỏ còn mấy cây em bán cho nốt cho hết nha. Hồi nãy chị 81 có cây gì? Có chị Long vỏ hồng là chị có một Mignonia thôi, vậy là thiếu đó chị đúng không? Em thêm cho chị nha, một thêm một cây mận với một cây Mignonia nữa, chị đang thiếu đó. Bị ẩn comment cho nên là em mới chốt cho chị có một Mignonia, giờ em thêm hai cây Mignonia và bổ nữ mận không, vậy là thêm một cây mận cho chị nữa nè. Thêm một cây mận cho chị nè. Một cây vũ nữ mận cho chị nha, đang có vòi bông cho mình nè, cho cô Lan Quả Hồng mà em cảm ơn. Số 81 có hai cây Moda và vũ nữ mận, hai cây là một cây này một cây kia. Vũ nữ vàng còn hai vòi không kìa. Em có cái mấy cây vàng lưỡi đỏ gì ơi, vàng lưỡi đỏ nha.
Ủa nó vàng, còn để em kiếm coi còn cây một vòi thì còn đó 107 cây. Để em kiếm coi còn cây hai vòi thôi, em chốt cho chị Trinh nha. Chị Trinh đợi bạn đang kiếm cây. Đem lên cho các anh chị là cây vàng lưỡi đỏ nè. Ok, em lấy cặp đó đẹp, cây đó em ưng lắm nè. Không đẹp không lấy tiền đâu rồi, nó mới bỏ đâu rồi. Này đúng không? Cặp này cho chị Thanh Đặng nè. Một lùm luôn, một lùm luôn. Chốt cặp này cho chị Thanh Đặng nha, nhiều vòi lắm. Nãy em đếm như 7 vòi á, cảm ơn ạ. Còn được chậu. Chị Trinh lấy không? Đỏ măng cục chậu lớn hết luôn phải không vậy? Em còn tím măng cục nha, hồi tối em bán anh chị. Bán lên cứ tưởng đỏ măng cục mà cuối cùng ra một cái màu mới luôn, mới tanh luôn, màu tím nặng ngọc rất là đẹp. Tím ngậm ngọc rất là đẹp nha. Cây này là 190.000. Chị Trinh có lấy không? Hai vòi bông, một vòi, hai vòi, 190 cây một vòi là 170. Em chốt cho chị Trinh nè, em cảm ơn chị. Nghe học nha, mai cô về quê rồi đó. Mình còn với bé ấy bơi nha. Tiên cây này một vòi 170. Em còn cây một vòi 170 vũ nữ vàng. Anh chị có chốt, chốt nha, cây này đẹp. Một lùm luôn, 170 thôi. Một vòi, một vòi đang cao lên, một vòi bông 170.000, hai vòi là 190. Ai chốt cây này chốt thuần hết rồi anh chị nha. Ra chậu giả gỗ rồi. Rồi em lên cái vàng lưỡi đỏ cho anh chị nè. Vàng lưỡi đỏ là Tết anh chị kiếm quá trời luôn. Vàng là xanh mã lai, vàng lưỡi nâu. Một cái lô này là lô vàng lưỡi đỏ nha. Lô vàng lưỡi đỏ đẹp. Đợi em lên mặt bông cho. Còn cây vàng phụ nữ vàng, anh chị có chốt phụ nữ nào vàng chốt giùm em nha. 170 cây một lùm luôn các chị ạ. Một lùm hết cái màn hình luôn. Hai vòi hay một vòi? Hai vòi, cây này 190 nè, còn hai vòi. Cái này một vòi. Trời ơi hai vòi mà em nói một vòi. 190 với là 170 nha. Phụ nữ vàng. Chị Thí ơi. Cây này hai vòi nha. Chốt chị Thí cây này nha. Chị Thí nha, chị Thí lấy cái này đi nha. Cây này đẹp nè, hai vòi lận. Em tưởng một vòi nè, một vòi nè. Một vòi đây với một vòi đây nè. Chốt cái này cho chị nha. Em biết là chị chịu mà. Còn cây 170 nè, cây một vòi. 170, một vòi thôi. Một vòi, 170. 170 em còn qua 170. Em chốt cây kia cho chị là cây hai vòi đó. Có một cây à. Rồi. Em lên cái vòng vàng lưỡi đỏ cho anh chị nè. Bớt mưa rồi đó. Trần Bản ơi, Trần Bản lên số điện thoại địa chỉ đi, em chốt đơn cho mình, chưa có thông tin nên chưa chốt nha. Ủa núi vàng em còn cây một vòi nha, hết hai vòi luôn. Cảm ơn 170 cho chị Hồng Nguyễn nè. Em cảm ơn số 103. Em còn được một cây 170 không chị? Tự nhiên còn cây 170 à, để em kiếm coi còn cây nào không. Trần Bản có điện thoại rồi, điện thoại có rồi mà sớm. Con nhắn ra đây coi nó bay vô cái máy cô không. Nhắn cho Trần Bản đi, nhắn tin. Còn cây hai vòi. Đổi cho chị Hồng cây hai vòi nè. Không còn cây hai vòi cho chị nha. 190 hai vòi bông cho mình nha. Một cây cho chị Hồng Nguyễn nè. 190 à, em cảm ơn. Anh Bản ơi, anh Bản đâu có thông tin bên em đâu. Mình chưa có mua hàng bên em lần nào hết.
mình chưa có thông tin nè. Rồi ok, có số điện thoại em chốt đơn cho anh nha. Của anh là lấy một củ nữ 2 vòi 190, em còn cây 2 vòi cho anh bản luôn nè. Một cây 2 vòi 190, lên địa chỉ liền giùm em nhanh bản. Một cây vũ nữ vàng 190 cho mình nè, 190 nha. Em cảm ơn, 190 trên bản nè. Bữa nào kiếm cái đầm hoa lan mặt lai chị Vương ơi. Hi hi. Cái này bông gì ta? Em biết bông gì nữa nè. Để đi em tầm. Quất cái bông bông lan luôn hả? Cho nó nổi. À ok chị Hồng, em lấy cho chị cái 2 vòi rồi nha. Em còn cây 1 vòi thôi. Còn cây 1 vòi thôi. Một cây còn có 2 cây cuối cùng thôi. Anh chị nào chốt 170 em chốt luôn cho. Còn 2 cây cuối cùng thôi. Một cây nè. Và cả cái chậu luôn. Tính luôn cái chậu luôn rồi đó. Tính luôn cái chậu luôn. 170.000 một cây, bán luôn cái này chứ. Tính luôn cái chậu này, bộ nữ vàng 170 một cây. 170. Đó, anh mua 2 cây anh chị về treo vàng lủng lẳng đẹp lắm, bông nó là lâu tàn mà xiên bông lắm chị ơi, xiên bông lắm nha. Đây một cặp này 340 cây. Rồi em lên dòng khác cho các anh chị nè, vàng lưỡi đỏ. Anh bạn nhắn liền em cái địa chỉ nha, game rồi anh Hồ An ơi. Game rồi. Có bà Liễu, chị Trần Châu Lý ơi, có. Mà đang ra hàng, ra không kịp. Mặt bông của vàng lưỡi đỏ. Đây à. Cảm ơn anh bạn nhiều. Mặt bông của vàng lưỡi đỏ nha anh chị nha. Hôm giờ là kiếm dữ lắm mà hôm nay em về được cái lô vàng lưỡi đỏ cho anh chị. Cái này thì ánh sáng của camera nó hơi nổi bật quá. Đó, mặt bông của nó này nè. Đó, mặt bông tự nhiên của nó nha, vàng lưỡi đỏ nha. Hê, chị Hiền Thanh mà giống phụ nữ, lâu lâu cho em điệu xíu mà lâu lên like vậy đó chứ bên chị tới cửa hàng nhìn em lẹ lẹt lắm luôn á. Ôi lên vàng lưỡi đỏ đỏ cho anh chị luôn, giá mềm còn ít em bán cho nó nốt cho nó hết. Suy nghĩ cái giá bán nha, chờ 2 phút cho em suy nghĩ cái giá còn mấy chậu. Còn một cây nè, bộ nữ vàng lùm quá trời nè, sẵn lên lên luôn nè. Một lùm luôn. Cây này đẹp. Một lùm luôn, một ôm luôn anh chị ạ. À. Để 170 luôn nè. Còn được 3 cây nha. Anh chị chốt nhanh tay nè. Vàng lưỡi đỏ em để cho chị giá luôn nha. 160 10.000 thôi. Bữa bán 180. Bán 180 luôn á, bây giờ em bán chị 160 nha. Đi một cặp 300.000. Một cái giá. Em bán cho nó hết, còn mấy cây lẻ lẻ nhìn hoài nó chán lắm, cho nên bán cho hết nha. Trái châu chưa có chị xíu Mùi Trần ơi. Tới cửa hàng chị Phượng chùm kín mít. Chị không ạ. Đúng rồi, chùm kín mít. Giờ mới mở ra nè, giờ kính mít like mà em chùm kính mít nữa à, nhìn đây, đây chốt chị liên cây này nè anh chị nha, giá bao rẻ rồi nên tranh thủ nha, em có ít cây em bán sót lại, em bữa bán 180 cây, nếu anh chị mới nhận hàng thì đừng có khiếu nại nha, tại vì còn vài cây em bán cho nó hết luôn, cho nên là một cặp 300, một cây lẻ 160. Đây đi cặp giúp em nha cái gì đó, vàng lưỡi đỏ chốt nhanh. Ba vàng ba đỏ có luôn chị Hoàng Ngân ơi. 180 em bán 180.000 một cây vàng ba vàng ba đỏ đó. Mà có được 1-2 cây gì ha. Hàng đó là dạng đột biến rồi. Cho nên là nó vẫn giữ giá. Có vàng lai ben luôn chị Hoàng Yến. Hôm nay là đủ thứ hết, nói chung là tùm lum luôn á, nhiều loại lắm. Vàng lai ben 180 một cặp 340. Hàng em mới về đi bằng giá với cây xanh bít luôn. Một cặp vàng lưỡi đỏ như thế này 300.000 chốt nhanh tay. Nha, nhanh tay, 2 vòi bông đa số như thế này hết, 2 vòi bông hết cho anh chị. 1 vòi, 2 vòi cũng có nha. Quay lại thấy sao lưng có 1 vòi nên phải nói lại, 1 vòi, 2 vòi. 1 vòi, 2 vòi như một cặp này, 300 cây đều, cặp đẹp cho mình. Một cặp như này. Chốt cặp này cho dứa ngô nè, nhanh tay các anh chị, em nói nhanh nha, tại vì em theo. Bữa
nay còn ít em bán cho chị bán để gom đơn, tại vì mấy hôm em về quê mấy ngày rồi cho nên là còn có mấy đứa em nó bơi thôi à. Nó bơi chắc nó ngọt luôn á. Một cặp khách quen nha, biết rồi chị Phương Phương là em biết rồi. Facebook Bình Anh, Facebook Phương Phương, đổi là Trần Phương Phương, em còn nhớ luôn á, nghe chưa? Cặp cho chị nè. Lấy cặp cho chị nè. Lấy cặp đẹp đẹp cho chị luôn, lấy cặp đẹp đẹp luôn. Em lấy cây khác đẹp đẹp cho, quen lắm luôn á. Cho xem, cho em cặp sao hả? Ok, thích em chiều cho. Lấy cho chị dưới ngô đổi nè. Đổi đổi, lấy cặp kia ra. Cặp kia cũng đẹp. Lấy cho chị Trần Phương Phương cặp này luôn nè. Mập như cái mía, thân mập như cái mía anh chị ơi. Nhìn về nhận hàng coi đúng không nha. Kiểm tra coi đúng không. Em nói đúng không, nó mập như cái mía luôn nè. Trời chốt cho chị Phương Phương, quen quen của em nè. Phương Phương nè, quen quen nè. Cho Thảo Nguyễn một cây ba vàng ba đỏ cho chị Thảo Nguyễn. Chờ em xíu luôn nha, cho thằng trái cây nó đứt dép nó luôn rồi. Chị Thảo chờ em xíu nha. Em lấy cho cây nó nằm ở trên, nó hơi khó lấy xíu. Cặp này 300. Biết mà, quen mà. Chị đẹp của em là quen là. Chốt đơn của chị toàn mới gửi cái bill và chuyển khoản một cái bạc. Tệ lắm. Cặp này mua mà dễ tính hay chưa bao giờ thiếu nợ gì hết trơn luôn á. Trời đất ơi. Cặp này 300 anh chị, chốt nhanh vàng lưỡi đỏ, chốt nha anh chị, giá ưu đãi cho mọi người luôn, giảm mất mấy chục ngàn một cặp thế này. Đó, rất là đẹp nha, cặp này 300 ngàn một cặp, 150 một cây, hàng chậu lớn, cây nó mập như cây mía, mập ú nu hiền muội, một cặp như thế này 300 ngàn nha. Nhanh nha, em còn mấy cặp em lên rồi nó hết hàng. Một cây ba vàng ba đỏ 180 nè. Một cây cái giống này nó ít thân nha. Nếu mà chị nhận hàng ba vàng ba đỏ từ xưa giờ nó rất là ít thân. Nó là dạng đột biến của cây vàng lưỡi đỏ này. Cho nên là nó ít thân, sẵn lên mặt bông cho anh chị nè. Thứ nhất là cây vàng lưỡi đỏ và cây ba vàng ba đỏ luôn. Cái em chốt cho chị gì đó luôn. Đây, vàng lưỡi đỏ nè. Vàng lưỡi đỏ nha các anh chị nha. Vàng lưỡi đỏ. Rồi em lên cái ba vàng ba đỏ cho các anh chị nè. Mặt bông của cây ba vàng ba đỏ này bị déo á, cho nên là nó mặt bông của cây ba vàng ba đỏ, ba cánh vàng ba cánh đỏ, em có ba xanh ba tím nữa anh chị, ba xanh ba tím có luôn nha, đủ đồ chơi hết, cái gì cũng có, nói chung là đủ tùm lum loại thập cẩm luôn. Bà liễu có luôn nhưng mà chưa, từ từ em cho giá, một cây là 70 ngàn, một ba cây 200. Bà liễu lắc tới em lên nha, ba vàng ba đỏ rồi ba xanh ba tím cũng có luôn. Chốt chị Thảo một cây ba vàng ba đỏ nè, 180. Em cảm ơn chị Thảo. Hồng Mỹ Nhân, từ từ chị Trinh ơi, Hồng Nhân em có lên một lượt rồi. Ba cây 240 lẻ 90, chị lấy mấy cây đó em lên cho. Chị Hoàng Ngoan, Hoàng Ngoan, một cây ba vàng ba đỏ, ok chị. Một cây cho chị lấy giống nha anh chị, dạng đột biến á, nó này nó mới hé thôi chưa nở bung hết nha. Một cây cho chị Hoàng Ngoan nè, 180 một cây, thằng này không có giá sale. Trên Lê Tấn Bình hồi nãy là cây vàng dạ đỏ. Ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ hả anh? Lê Tấn Bình một cây vàng lưỡi đỏ, một cây cho Lê Tấn Bình, cây vàng lưỡi đỏ cho Lê Tấn Bình nè, lấy lẻ một cây là 160 nha. Em đang sale của hàng vàng lưỡi đỏ, số mấy? 24. Chị 300 cho chị Phương CTD. Cặp 300 cho chị Phương CTD. Vàng lưỡi đỏ còn không vậy? Chật chỗ quá.
chị Liên Trần Thị một cây ba vàng ba đỏ nè. Một cây cho chị Liên Trần Thị có cái mầm con cho chị mình nha. Một cây ba vàng ba đỏ 180 cho chị Liên nè. Còn có một cây à. Đang bét rồi còn cây nào nữa em chốt cho chị Liên một cây nè. Một cây ba vàng ba đỏ nha. Một cây cho chị Liên số 36. Anh Lê Tấn Bình mấy cây? Lê Tấn Bình một cây. Một cây gì? Một cây vàng rồi chốt rồi đúng không? Rồi. Thảo Nguyễn rồi chị Trần Phương Phương. Hai cây ba vàng ba đỏ. Còn ba vàng ba đỏ em lật lên kiếm cho chị. Hồng Mỹ Nhân đang nhú vòi hoa. Chị Jen đi ngon thu rồi có. Cá hàng nhú vòi em lên cho xíu cái này. Cái em xin phép em lên nè. Rồi ba xanh ba tím luôn nữa. Chờ các bạn lấy cây nha. Ra từ từ em chờ em xíu đi. Chờ khoảng 15 phút đi. Em chuyển chồng bây giờ em lên cái hàng này. Mã vô đúng rồi. Phu CT là Lê CT Lê cặp 300 cho Phu CT Lê gì đó nè. Một cặp nè, chưa có lên cây cho chị nè. Phương TD nè. Một cặp này mai cây hai cây tổng lại là 6 vòi bông cho mình nha. Một cây 2 vòi. Với một cây 3 vòi, một cây 1 vòi tổng là mình nè, cặp 300 em cảm ơn ạ. À. Phương TCL gì đó. Ba vàng ba đỏ hết rồi hả? Hết ba vàng ba đỏ rồi chị Phương ơi, em chốt dư cho chị Trần Phương Phương nha. Hai cây ba vàng ba đỏ cho chị. Hết rồi nhỉ. Lên ba xanh ba tím luôn. Chậu thiết kế là em có hàng chậu 380 400 thôi. Đó là bò tím bò blue. Chị Trần Phương Phương em chốt dư nha, tại vì giờ hết cây rồi. Đại Mỹ Nhân em hứa với anh chị là bây giờ là 16 giờ 10 phút đi, là khoảng 16 giờ 20 cho em 10 phút em qua cái Đại Mỹ Nhân cho mấy chị quay lại vòng Đại Mỹ Nhân nha. Chờ em 10 phút nha. Để mai em chụp hình cho tại xuống cây rồi, có một đứa nó chạy cây rồi chị. Cho nên là bên xưa em chưa có. Có sót để em nha, ok chị. Em còn cặp vàng lưỡi đỏ này đẹp quá anh chị ơi. Cặp này có 300 ngàn chốt nhanh nha. 300 ngàn một cặp như thế này em chị. Cây mập ú nu hiền muội luôn. Vàng lưỡi đỏ cặp 300 ngàn. Em bao giá thị trường luôn. Vàng tia có diễn lê. Vàng tia em tính cho anh chị giá ưu đãi luôn. Nó 170 cây đó, một cặp tính 300 ngàn luôn. 170 cây cặp 300 nha, vẫn tính đi cặp luôn. Diễn lê có vàng tia. Từ em lên cho, có đây còn mấy chậu nè. Còn cái ít em bán cho nó hết, nên là nó có hơi giảm xíu. Nên bóng bông bóng hoa thì mình phải chấp nhận thôi. Nên anh chị có đừng khiếu nại nha, cho bữa trước mua vậy, bữa nay mua vậy nha. Đó, bóng bông bóng hoa thì mình phải chịu vậy anh chị. Một cây vàng lưỡi đỏ như thế này 160, anh chị đi một cặp có 300 ngàn thôi, giá ưu đãi cho các anh chị luôn. Một cặp như cây mía, mập như cây mía luôn nha. Một cặp vàng tia đẹp cho chị Yến Lê, ok chị, đẹp đó chị Ngọc. Chị Phương Phương, ok chị. Ba vàng, ba đỏ nó là dạng hiếm. Em có ba xanh, ba tím nữa kìa. Có ba xanh, ba tím nữa. Xíu em lên chị. Ai chốt cặp này chốt nha. Em đang lấy cái cặp vàng tia cho chị Yến Lê cái. Nằm này. Vàng tia nó có nở có nụ nha. Một cặp em để 300 luôn. Còn ít cặp thôi. Từ từ nha. Cái này nó bị khuyết bông xíu này, nhưng mà vòi nó lại dài. Đó, nguyên một chùm ở phía sau chưa nở nữa nè. Vòi bông nó dài. Đó, một cặp như thế này là 300 ngàn. Đổi chị Yến Lê cây này đi. Yến Lê có đồng ý không? Chốt cây này cho. Đổ. Cái này nè. Còn có 3 cây à. Thôi em lấy 2 cây cuối cùng cho chị Yến Lê đẹp nhất trong bài luôn.
đẹp nhất trong bài cho chị đi nha. Đó, hai cây đẹp nhất trong bài cho chị nha. Cọc 300.000 vàng tia. Hai cây, cánh nó tia tia, nó giống như vàng lai bên mình nhưng mà cánh chính giữa nó sẽ tia tia. Anh chị nhìn kỹ sẽ thấy cái điểm khác biệt nha. Vàng tia đỏ, một cặp 300.000, chốt cho chị lên hai cây nè. Rồi ok, em còn cái hai cây, còn cây kia nó bị rớt ra em để lại rồi. Giá thể bằng bột dừa sơ trấu anh chị, về mình thay chậu lại nha. Ba xanh ba tím còn được ít em treo luôn cho. Cái còn ít ít treo luôn cho anh chị luôn. Có hư công nữa nha anh chị, có hư công nữa nha. Đây mặt bông nó vàng nửa đỏ, có sẵn mặt bông luôn. Ba xanh ba tím 180. 180 một cây, em bán anh chị luôn. Cái này cái vàng lưỡi đỏ nè anh chị. Đây mặt bông của vàng lưỡi đỏ mà nãy em bán cho anh chị một cặp 300 ngàn đó. Mặt bông của nó luôn nè. Rồi cái đỏ cánh tròn đóng giống y như trên hình của em. Đây là mặt bông thực tế nha. Một cây nó đặng 160, một cặp có 300 ngàn thôi đó. Vàng lưỡi đỏ nha. Ba xanh ba tím còn được cây. Kiếm coi còn được cây ba xanh ba tím nào nữa không? Vàng đi cặp luôn đi. Một cây 180. Một cây. Đây, cây này lùm là 180 nè. Cây này được hai vòi bông, 180 nha. Một vòi nó chẻ lên nhánh nữa, thành giống như hai vòi nha. Cây này 180, ai chốt cây ba xanh ba tím này 180 giùm em. Chốt cho chị Liên Trần Thị, cây này đẹp nha. Cây này đẹp một lùm luôn nha, chốt cho mình nè. Em cảm ơn. Số 36. Còn cây hai cây ba xanh ba tím này nó ít thân hơn, em bán mới hơn xíu nha. Đây. Cây này 170 anh chị, 170 nha. À chị Hoàng Nguyễn lấy cây này nha chị Hoàng Nguyễn, em lấy 170 thôi, nó ít thân hơn kia. Nha 170 nha. Chị đồng ý không? Đang nở bông, bông nụ chung. Ba xanh ba tím, giống lạ đó anh chị, giống lạ giống mới. Nha ba xanh ba tím nha. Em lấy cây này 170 nha anh chị. Chốt chị Hằng Nguyễn số 107. Chị Tiên Hồ một cây cuối cùng, một cây 170 luôn chị Tiên Hồ nè. Còn một chùm bông giả phía trên nha. Chốt chị Tiên Hồ số 23, một cây ba xanh ba tím luôn nè. Đó, đó đang có bông nè, một cây ba xanh ba tím, chị Tiên Hồ nè, số 23 170. Vàng lưỡi đỏ em có đó cho anh Võ Thanh thôi, em đang đi rẻ lắm. Cây 160 cặp 300. Tiên Hồ số 23. Trời ơi. Ui còn cây đẹp nè, ba xanh ba tím, còn cây 58 anh chị ơi. Hả? Ba xanh ba tím còn cây 108 nha. Còn sót được mấy cây 108 nè. Cây thân cao, hai bồi bông 180. Ai chốt 180 chốt cho em nha, cây thân cao. Đi cặp đi cho nó đẹp. Chốt thì thơ thì về chị Thị Chi Quỳnh trước nè. Thị Chi Quỳnh comment trước số 87 chốt trước nè. Cây này thân cao 87. Từ từ nha, từ từ. 87. Tới nha, cây thân cao. Một cây thân cao nữa cho chị. Vội nó bật lên cây thân cao cho chị nha, 180. Rồi mới tới chị comment của chị kia kêu đổi cây. Chưa tới nha, đợi đợi em xíu xong đây. Chị Hoa Nguyễn chờ em kiếm còn cây nào 180 em chờ xíu nha. Chị Thịnh Thư, chị Thịnh Thư trước rồi mới tới chị kia. Chờ em xíu chị Hoàng ơi. Chị Thanh Thư, chị Hoàng đổi. Một 180 nè, chị Thanh Thư một cây nè. Một cây cho chị Thanh Thư, 180 cho chị nha. 180. Một cây thân cao. Một cây thân cao, hai vòi bông, ba vòi vòi đang nhú nữa nè. Chị đổi cho chị gì đó? Hoàng Hoàng Ngoan. Cái này ít thân.
ơn nha chị, nhưng mà bù lại chị tới 3 vòi bông nha. Chị 180 nè, chị có ok thì nhấn ok giúp em. Cây này anh chị ơi, cho em 20 ngàn nha. Cái này 200 nha, lấy giúp em 200 con thôi chị đổi tội nghiệp em. Cái này 200 nha, cho tôi Trần Vui đúng không? Có thông tin không? Đâu có thông tin đâu mà chốt không? Trần Vui chưa có thông tin. Chị ra thử thì Kim lấy cái này nha. Đó, nó ba vòi bông một lùm luôn. Một lùm luôn, hết cái ôm luôn. Cái này thêm giúp em 20 ngàn nha, để anh chị đổi tội nghiệp em. Thêm 20 ngàn không có bao nhiêu nhưng mà anh chị đổi. Chốt cho chị Hoa Nguyễn Thị Kim nè. 111. Còn hoa xanh hoa tím không? Đang đợi bạn tìm cây cây còn không? Chờ em xíu nha anh chị. Em còn cây 170 nha. Chờ xíu nha, là mặt bông cho anh chị coi cái mặt bông của nó. Trong khi bạn đang đi lấy cây, mặt bông của nó ba xanh ba tím, 180 một cây. À, ba xanh ba tím, hồi nãy là ba vàng ba đỏ, còn cái thằng này là ba xanh ba tím. Nó lạ, nó cánh nó kiểu như vậy, nhưng cái màu này nó là màu tím và màu xanh. Còn cái kia là cánh vàng với cánh đỏ, còn cái thằng này là xanh với tím. Đó, ba xanh ba tím. 180 một cây á chị Phương. 180 nha. Có một cây à, thì cái bóc lô có một cây à, lấy cây 180 được không? Em còn cây 180 nè các anh chị, còn cây 180 thôi. Ba vòi bông mà nó ít thân, 180 nha. 180 ba vòi bông luôn. Cái này hai vòi bông nhiều thân. Cây này cây số 1. Cây này cây số 2. Một cây là 180, 180 một cây. Nha các anh chị. Cây này cây số 1 ba vòi bông ít thân, cây này cây số 2 lùm nhiều vòi bông, hai vòi bông 180 luôn. Anh chị nào chốt cái nào comment lại giúp em, tại vì mỗi cái có một ít thôi. Chứ em chốt ngang thì sợ mấy chị đổi cây. 180 nha, còn ít cây thôi. Chốt nhanh. Ba xanh ba tím dạng cánh đột biến á. Ba xanh ba tím. Ba vàng ba đỏ thì hết hẳn rồi. Còn cái lẻ lẻ em bán cho chị dám niềm luôn, 180. Chị Ngọc Minh chốt lại không? Có chốt cây 180 không? Cây số 1 hay cây số 2? Anh chị coi kỹ rồi comment chốt giúp em nha. Cây này cây số 1 nè, hai vòi bông 180, cây này ba vòi bông luôn. Hết cây 200 nha, chính thức hết cây 200. Chốt cái phu xe tê lê nè, cây này à. Số 108. Cây này cây số 2. Một cây cho chị Thảo luôn nè, một cây cho chị Thảo Nguyễn. 180 em cảm ơn. Số 106. 106. Số 2 chị Thảo, đúng rồi, em lấy cây số 2 cho chị đúng rồi đó. Yến tạm nghỉ thời gian anh Bình Tâm ơi. Này lát nó gãy vòi bông em bán sale theo những chị, còn một hai cây nó gãy vòi bông, gãy vòi bông rồi. Cái này nó còn ít bông này, cánh này nó lại dữ trời, nó còn cái bông này nha thì bảy vòi rồi. Anh chị lấy này em tính anh chị rẻ luôn, 180 thì cây này là 140, gãy vòi nha, 140. Chị Yến chào hai cây, chờ xíu em chốt cho cây này 101. Ai chốt cây 101 gãy vòi là chốt này hết bông rồi. 101 nha, ai chốt rồi em comment chốt. Hai cây hàng lá thì Phương ơi có một cây à, để em kiếm còn cây nào. Cái bông nó đầu biến mà nó lạc thôi kệ đi, bảo nói rồi chị em. Thiền Thanh 101 không có, có được cây hả? Đừng có bông nó gãy giùm em. Chị Yến Giàu 108 số 2, 2 chốt. Em chốt cho chị Yến Giàu cây này nha, 180 nha, hai vòi. Cây kia em chốt cho chị kia rồi, comment sau á. Em lấy cây này cho chị Yến Giàu lên địa chỉ luôn giúp em nha. Cây này đẹp nè chị Yến Giàu, cây cao nha.
Một cây này cho chị Yến vào nha, 180 nha, cây cao hai vòi bông. Chị Yến vào nha, lên địa chỉ giúp em 114. Lựa thêm cây ba xanh ba tím giống cây kia. Chị Thị Chi Quỳnh số 87. Chị có chốt một cây rồi, em coi có cây nào giống giống nữa không? Bút ráp. Có điện thoại nè. Bút không? Bút luôn. Lấy máy coi. Em hết hàng lá nha, anh chị comment hàng lá em xin phép lướt qua. Em đâu muốn bông, đâu có bông bán hàng lá anh chị. Thiệt luôn á. Lá lỗ chết. Còn một cây ba xanh ba tím chị ơi. Một cây. Cây này một vòi, nhân nó một lùm luôn, 180 nha. Một lùm luôn. Anh chị có chốt ba xanh ba tím một lùm chốt giùm em nha. Hết cây 110 rồi, hàng lá đã hết rồi nha. Ba xanh ba tím một lùm luôn anh chị, có thân tơ nè, mầm con nó nhảy ở trên này, mầm con ở dưới đây nữa nha. Cây này 180. Chị Chi ơi lấy thêm cho chị cây cao giống cây kia là hai cây bằng nhau nha, của chị tổng hai cây đó, 180 một cây nè, em lấy thêm cho chị cây nữa nè, là tổng hai cây đó, em cảm ơn nha. Chốt cho chị Trần Phương Phương cây này nữa nè, số 16 nè, 16 cho chị nè, hụt luôn hết trời. Em cảm ơn. Sáng chị mới than hết tiền nghe mà. Nó kêu là sáng chị mới than hết tiền cái gì chị. Cô chốt đơn. Đây. Một cây là 180 anh chị có chốt chốt nha, cây đẹp quá anh chị ơi. Hai cây chị quất vô cặp cho nó đẹp. Một lùm luôn, một ôm luôn, hết ôm, đúng là ôm hết ôm anh chị. Một ôm luôn á. 180 một cây thôi. Chốt nhanh ba xanh ba tím cho anh chị coi mặt bông luôn nè. Mặt bông nè. Cây có mặt bông sẵn cho anh chị luôn. Ba xanh ba tím dạng cánh bông đột biến. Ở bên ngoài nó đẹp nên là trời chuyển mua tới thui à, cho nên là nhìn nó không có sắc nét. Tại xíu em lấy mặt bông ở trong hình cho chị coi, chị ghiền luôn. Cao nữa hả? Từ từ đi. Từ từ. Cặp này đẹp quá, cặp này đều đẹp quá. Xong cả máy cô con. Lấy cái mặt bông ba xanh ba tím máy vậy. Bút được không mà. Bút được không? Bút quen mang với tiền. Bút được không? 4 giờ mấy. Hai đứa nhỏ nó thức dậy. Lên Mỹ Nhân. Trời. Chết rồi. Cho con cái bông Mỹ Nhân xíu. Rồi Mỹ Nhân có luôn. Đợi xíu em, cái máy em, máy điện thoại em nó đang lấy để bút ráp rồi anh chị, nên chờ em xíu. Chị Yến vào lấy cho em cây lùng được không chị? Cây lùng 114. Ok. Mặt bông của cây ba xanh ba tím anh chị ạ. Mặt bông đó nha. Mặt bông của nó nè. Mặt bông ba xanh ba tím nha.
quắn nghe. Anh quắn quắn luôn với mấy em luôn anh quắn. Có cái mặt bông hồng của Nhân giùm với ơi. Của Nhân mua ra, không có. Cái này đổi lại đúng không hay sao? Không ấy là 114 thôi, muốn lấy cái lùng lấy cái đó. Cái này. Cái lùng là cây thấp á, không phải là. Cái này nhận chưa? Cây của chị Hai mà. Hả? Chị Nguyễn Thạch Thảo lấy cặp ba xanh ba tím này đi nè. Ok. Chị Nguyễn Thạch Thảo cặp đẹp luôn nè. Nguyễn Thạch Thảo cặp này luôn cho chị nha. Ăn tiền cái cặp đó luôn á. Quá đầy đẹp luôn. Còn gấp hồ điệp còn còn nha. Chị comment đi em. Em chốt em chụp hình sao nha. Chị không có lên được tại chưa có sợ. Cây này đợi cây của chị nè. Cây này của chị là cây cao nè. Chị muốn cây lùng. Ok em lấy cây lùng cho. Cây này cây cao. Đợi xíu em lấy cây lùng. Chị muốn đổi là cây lùng. Thạch Thảo là số 115. Cặp 180 một cây. Đừng nói nó không biết tên gì cây gì luôn á nha. Không phải là quên mà là để ý hay không. Từ tại giờ bán từ đầu tới cuối luôn. Nên nó không biết cây gì. Đây, còn cây nào lùng lùng nữa không? Có cây này là lùng lùng thôi à chị. Còn lại là cây cao em hết rồi. À, thấp thấp á. Đợi xíu em kiếm cho. Thạch Thảo số 115. Chị Thu Hà xả đơn hôm qua. Ôi chị Thu Hà ơi, hình như là đơn mình đóng luôn rồi đó. Nhớ hạn chế được xả đơn cái gì thì đóng cực nó không có người đóng luôn. Số 44 xả đơn. Cây ba xanh ba tím. 44 xả đơn. Đơn mới chốt hôm qua, sáng nay mới chụp bill. Ra bill rồi. Đây. Em đổi cho chị gì đó ơi, thích cây lùng lùng nè. 180 nha, cây này 180 nha. Chị gì đó ơi. Chị Yến vào. Chị Yến vào. Chị Tiên Hồ đổi cho em một hồi nãy đi. Bây giờ chị ơi, bây giờ cố gắng anh chị gắng đừng có đổi đây cây giùm em ơi. Nó tùm lum rồi. Dạ nhận hết chị Vương, em nhận hết, đuổi em nhận ra. Em đang thiếu 10 like đó, chị về like bán hàng kem đi. Ghẹo chị. 444, chị gì Thảo gì đó. Ờ Thu Hà. Chị Bùi, Bùi Thị Hồng Sương, 5 gốc hồ đẹp. 116 tự chọn. Cây này cây gì vậy? Em đang lên cây ba xanh ba tím nè chị. Cái bữa nay mới bán nè chị, ba xanh ba tím. Ba xanh ba tím. Mặt bông của nó là ba xanh ba tím nha. 180, cây này ít thôi em bán 170. Cây nhiều thân là 180. Em còn cây 180 của chị Thu Hà trả nè. Thu Hà cây đẹp lắm nè, 180 nè. Đang nhú cái ô vòi u lên nữa nè. Đang sưng đây nữa nè, 180 nha. Cho anh chị coi cái mỹ nhân nữa. Hôm bữa có. Sắp tới anh quá. Bây giờ nó lâu quá, cái nó cắt rồi qua một năm, cái nó cắt cái mặt bông rồi bữa rồi không có chụp lại mặt bông. Đợi em lấy cái mặt bông của mỹ nhân nha. Bán lại chưa? Bước với gương lên, giúp đi. Là mũ nữ Mintonia còn đúng một cây. Mintonia trắng á chị, Mintonia trắng Rene Komoda.
Dạ, chờ em giải quyết cái việc riêng xíu nha. Rồi em lại như cái tổng đài cho nên nó tùm lum thứ. Từ thứ việc. Dạ ok chị, may là chưa đóng hàng á, họ là không có buồn mà đóng rồi mà xả ra là buồn thiệt luôn á. Ghẹo chị. À, xin cái mặt bông của nói anh Thảo gửi cái mặt bông mà chị ơi dạ. Anh Thảo gửi cái mặt bông của cái tay cát. Bán bữa có cây nở bông mà. Xong rồi bé bán nó không có giữ lại. Ờ, trong cái đơn mà bán rồi có cây nào đen lai cát còn mặt bông lại không? Cánh dúng có cái mỹ nhân hồng mỹ nhân á. Kiếm cho chị cái mặt bông ra quá. Để cho khách coi cái lên cái dòng đó luôn, hứa khách nữa giờ. Má của chị số 36 á chị Liên. Ráp tới về quán ơi. Ráp tới quán ơi. Ráp tới chú quán ơi. À chú. Đây, hồng mỹ nhân. Nó có thể có tông đậm hơn các anh chị, tông đậm hơn nữa. Tông đậm, màu đậm hơn. Nó là dạng là lai cho nên là nó lên nhiều màu lắm. Nó có là tông đậm hơn nữa nha, có tông nhạt rồi cái kẻ sọc này, kẻ sọc đậm hơn nữa. Hôm đợt trước là còn nhiều hình mà qua năm cái iCloud nó đầy quá, nó xóa mất hết rồi. Đó, cho anh chị nha. Một bán một cây là 90.000, ba cây 240. Đang cây hàng nhú vội, hàng này là hàng trồng thang hết nha các anh chị, hàng thùng thang. Em lên cái dòng này luôn nè, nãy giờ hứa với anh chị nhiều nè, chưa có lên. Còn ba xanh ba tím anh chị nào còn chốt thì chốt nha, em còn được ít cây à. Ít cây ba xanh ba tím nha. Lên cái lấy hai hồng mỹ nhân cho em. Ok chị. Cho cái hộp mỹ nhân lên luôn đi. Thùng mua hả? Thùng. Lộc ơi kéo cái thùng mỹ nhân lên chị với. Cứ gửi cho chị, không gửi chốt đơn nghe. Dạ. Nhớ để điện thoại nghe, chứ bưu tá tới nhà nó gọi không có nó bắt được á. Anh chị comment đi em chốt cái hồng mỹ nhân cho anh chị nha. Hàng này là hàng cầm thang. Tại vì nó nằm trong thùng, đang đợi chất ra chờ xíu nha, chờ xíu. Là em bán hàng có vòi, vòi ngắn thôi chứ chưa không có vòi dài nha, vòi ngắn anh chị. Em bét hết luôn rồi. Cái nào nhú vòi là cho về hết luôn rồi, chỉ còn hàng lá tại vườn thôi. Cho nên là bét hết rồi anh chị nha. Đây, hàng trồng thang, trồng thang nha. Hàng trồng thang, cây rất là khỏe. Trồng thang thì anh chị biết là cây rất là khỏe nha. Hồng mỹ nhân. Đó, cánh nó đẹp, nó có thể tông màu nó đẹp hơn nữa, mà do cái máy em nó qua năm nó đầy quá, dữ liệu nó đầy nó xóa mất rồi. Nó có cái viền những cái tím đậm, một cái màu đậm màu này nó sẽ đậm hơn nữa nha. Có những mặt bông nó sẽ ra như vậy, đẹp lắm. Chào chị Quỳnh Như, lâu rồi Tết nay không thấy chị ủng hộ em nè. Rồi em chốt đơn nha, tranh thủ nha anh chị. Đây. Nên bán hàng nhú bồ như thế này, tất cả hàng thùng thang hết cho mình nha. Hai cây cho chị Liên nè, hai cây cho chị Liên Trần Thị số 36, 36 hai cây, em cảm ơn. Chị Hoàng Ngang số 107 hai cây. Có ít thôi nha. Chị Hoàng Ngang hai cây nè, Hoàng Ngang hai cây trước nè. Comment chốt lên nha chị. À, Thạch Thảo hai cây. Hồng mỹ nhân tất cả đều hàng núi vòi hết nha. Thạch Thảo hai cây nè. 90.000 một cây, ba cây là 200. Thạch Thảo. 7. Thảo 107 115 hai cây nữa. 115 đây. Một cây cây chim. Đúng rồi, Thanh chai gôn 3 lít đó, đúng rồi. Đúng rồi đó chị Lê Quân. Chị gì? Chị Trinh Nguyễn. Chị Trinh Nguyễn một cây hồng mỹ nhân cho chị nha. Một cây hồng mỹ nhân em có ít rồi, còn có sọt nữa hết à. Sọt hay sọt gì nữa hết à. Chị Trinh Nguyễn số 1. Hồng mỹ nhân em còn nha, hàng thùng thang. Cho cô Lan Trần Thị một cây. Cô Lan Trần Thị một cây nè. Lan Trần Thị chốt thêm đơn giúp em nha. Ghi đơn từ 200.000 anh chị ạ. Chốt 180 cho chị Trần Vui. Ba xanh ba tím lên địa chỉ thêm giùm em nha chị Vui. Số 118. Cây ba
xanh ba tím đẹp cho chị nè. Còn cây cho mình nè, cây đẹp cho mình, ăn bộ bông 180. Dạ không có nụ to chị Liên ơi, nó nhú bò như vậy không à. Nó lấy có nhú bò xong mỹ nhân cho chị ăn vào. Này gãy bò rồi nè. Một cây cho chị ăn vào mới nhú bò thôi. Em nói không có cây nụ to, không có là vét lô rồi anh chị. Lấy giống đi anh chị, cây này cây đẹp nhưng thông thường nó có một cọng lèo tèo đúng một thân thôi. Còn cái này là cái nó được tới 2 3 thân cho mình, thế này là cây nhiều thân rồi đó. Chị gì? Chị ăn vào. Hai cây cho chị Trang Ngọc nè, cho chị thêm rổ nữa. Trang Ngọc hai cây, dán thêm giấy đi. Chờ em xíu nha, bạn đang lấy cây, không có người chạy cây cái gì. Chị Trang Ngọc ơi, cho em cái địa chỉ với. Mỗi mình có cách mới như thế này á, có số điện thoại thì con phải nhắc cho cái địa chỉ nha. Ngồi phía sau hoặc lên like mình con cái thằng này mình đọc cho thông tin. Tím măng cục nữa hả chị Lan Trần Thị Kim? Ok, 70.000 một cây tím măng cục luôn. Trang Ngọc thiếu một cây thì một cây cho chị Trang Ngọc nữa nè. Lẻ là 90.000 nha, 3 cây 240, lẻ 90.000. Chị Tiên Hồ số 23 một cây, lên một cái tím măng cục dùm chị Tiên Hồ số 23 một cây cho chị Tiên Hồ nè. Cây này gọi là nhiều thân và cây khỏe mấy chị, hàng thùng thang mà thế này là rất là khỏe luôn. Thông thường lô trước em bán cái thân nó bằng con nửa cái thân này, chị tin không? Một cộng một thôi 90.000 đó. Cây này chị mua cây lùm đẹp nè. Chị Lan Trần Thị một cây chốt rồi, chốt và dành nhau không kịp luôn á. Cây xanh, cây năm cánh đấng quốc dân có một cây hả? Chốt rồi chị. Cái tím măng cục đợi em lấy cho, chờ em xíu nó nằm đây. Em còn cây 70.000 nha chị, một cây tím măng cục 70.000 cho chị gì nữa nè, cho chị Lan Trần Thị Kim. Chị Lan Trần Thị Kim là một cây tím măng cục nè, đẹp lắm nha, của chị là số 117. Tiếp măng cục em còn ít cây nha, còn khoảng 4 cây 5 cây nữa hết rồi. Anh chị nào có chốt chốt giùm em nè. Tiếp măng cục nè, 3 cây 200. Cái mặt bông nó chắc mất tiêu rồi, nó đi về khu nào luôn rồi. Mặt bông tiếp măng cục đẹp lắm anh chị. Em còn 4 cây tiếp măng cục nha, Hồng Mỹ Nhân còn. Anh chị nào chốt tiếp măng cục chốt nha. Mặt bông nè. Chị Trần Vui, chị địa chỉ ở Đà Nẵng. Tím măng cục nha, cánh tím họng là họng nào trắng nằm ngọc đó anh chị, đẹp lắm nha, họng trắng nằm ngọc. Cái này là hé hé thôi, chưa bung cánh nên là chưa có hấp dẫn lắm anh chị đó. Mặt bông nè, nó là cánh tím nhung luôn á, đó là đẹp lắm nha, đủ đơn rồi. Em còn hổ mang cam, hổ mang cam á chị có lấy thì lấy luôn, hổ mang cam cũng có nè. Nói chung là nhiều loại lắm chị, nhiều loại lắm. Nhiều loại lắm mà không có lên kịp bán thôi. Nha, cây này tím măng cục. Mặt bông để đây luôn. Rồi em đang xếp cái hàng mỹ nhân cho anh chị coi nè. Cây hàng bình thang đang nhú rồi. 3 cây 240, lẻ 90.000 một cây. 3 cây 240 nha. Không lẽ em bán giữ nữa mà nó ế, còn cây bán hoài không được trời. Nhiêu cây? 70.000 một cây, 3 cây 200 á chị Ngọc Hường ơi. Tím măng cục á, 70.000 một cây, em bán hàng lá nha. Cây thân khỏe, hàng cũng thùng thang luôn rồi, trồng thang hết nha. Hồng Mỹ Nhân 90.000 một cây, 3 cây là 240. 3 cây 240, cây khỏe đẹp như thế này. 3 cây 240 à, cho anh chị coi mặt bông của Hồng Mỹ Nhân. Đây mặt bông của nó anh chị, đẹp lắm.
đây lứa trước về trước Tết được có vài cây thôi, mà cái cây nó có phân nửa cái thân, nó ốm phân nửa thân này thôi. Còn này cây chị thân mập nha. Dạ không, cái đó là hàng lá. Cây nhú vòi nó là 90.000. Em hết hàng nhú vòi rồi. Em còn hàng lá không à? À tím măng cục em còn hàng lá. Hàng vòi là 90.000, hàng lá là 3 cây 270. Còn bốn mấy anh chị coi. Chào chị Hoa Huỳnh. Chị Trang Ngọc, một cây tím măng cụt. Một cây tím măng cụt cho chị Trang Ngọc rồi. Chị Trang Ngọc lên số điện thoại giùm em mới nha. Hồi nãy có chị có rồi đúng không? 119 có rồi, có địa chỉ rồi, ok. Dạ em đơn, em gửi đơn từ 200.000 nên chị Trang Ngọc coi gì mua thêm giùm em nha. Chào chị Hoa Huỳnh. Chị có hai hòn mỹ nhân thêm một tím măng cụt cho chị nè. Lựa cây đẹp cho chị luôn, cây một lùm. Một cây cho chị nè. Cây mập tù lù luôn. Một cây cho chị, một cây cho chị nè. Chị Trang Ngọc. À. Số cây 108 với cây kia 70. 26 tính chị 2.5. À, chị Long có chịu em lấy cho mình hai cây với một cây kia nữa là 2.5, ba cây 2.5 nè. Hai cây một cây tím, cây hồng mỹ nhân, hai cây hồng mỹ nhân nè, hai cây hồng mỹ nhân, một cây tím măng cụt. Chị có ok không thì chốt đơn. Hồi nãy chị có đơn rồi đúng không? Chị có một hồng mỹ nhân, một măng cụt và thêm một hồng mỹ nhân là đủ. Chị Trang Ngọc 119 thêm một cây nữa cho chẳng ba cây luôn. Ok chị. Thêm một cây cho chị Trang Ngọc là số 119 nè. À vườn em thì ở Vĩnh Kim, Tiền Giang. Shop cửa hàng bán lẻ thì ở Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Sài Gòn. 25 ông Nguyễn Hữu Tiến. Ông Mỹ Nhân hả? Đây, cho anh chị coi hình trên máy và khi em chụp trước nè. Cái viền nó đẹp lắm anh chị. Gõ cái tên nó dưới vàng để mốt tìm nó dễ nha. Đó anh chị thấy không? Đây mặt bông thực tế nè. Nó là dạng lai cho nên là nó có thể có khuôn bông, nó sẽ đậm màu hay nhạt màu nữa nha anh chị nha. Dinh dưỡng đầy đủ sẽ lên đậm màu như thế này. Bông chuẩn của nó sẽ như thế này. Đó, nó có cái viền đẹp lắm anh chị. Hồng mỹ nhân nha. Đẹp. Chỉnh camera sao luôn. À nó gần chợ Vĩnh Kim chị, nó ở hướng Bình Trưng, trong ngã ba Bình Trưng đi vô. Đây à. Chốt cho anh Dũng Võ nha. Với hai cây hồng mỹ nhân nè, hồi nãy em bật camera sao anh không có nhìn thấy cây. Hai cây của anh là ba cây nha, cảm ơn. Ít cây anh chị, còn sọt này nó hết rồi anh chị, nhanh tay chốt nha. 3 cây 240, hàng có bồi bông mà cây lô này đẹp nha anh chị. Cây anh chị nhìn không, hàng cầm thang mà thân đủ nó lụp đẹp nè, đẹp nha. Em còn 5 cây nữa hết rồi, 2 combo nữa. À, lẽ là 90.000, 3 cây 240 nha. Hồng mỹ nhân ai chốt cho em nha. Lấy giống anh chị, lấy giống nè, giống này đắt tiền hiếm.
có một cây hồng mỹ nhân bị gãy vòi, có ai lấy nha, em tính chị cây này luôn 50.000 một cây, cây này gãy vòi nha, gãy vòi tính hàng lá 50.000, 50.000 một cây hồng mỹ nhân cây gãy vòi nha, ai lấy cây gãy vòi này 50.000. Chốt chị Hiền Thanh nè, cảm ơn chị. 121. Còn cây gãy vòi nào nữa không? Chị Liên, Lan Trần Thị Kim. Chốt dư nha, chốt dư cho chị nha. Tại vì lục ra có em lấy cho. Còn được mấy cây gãy vòi 117, chị Lan Trần Thị Kim một cây. À, chị vô chị hỏi vườn năm xu á, là ba tên ba em á. Có cát á chị Trang, nhưng mà cát này là cát vàng chớp, được mệnh danh là hàng ba trong dòng cá la da. Hàng này em thuận vườn rồi, hôm tới xiên bông lắm, em bán ế hôm đợt Tết á, khoảng đầu tháng 12 âm lịch đó là em bán ế em chuyển về vườn, xong bây giờ nó ra bông quá trời luôn á chị, em không ngờ là nó ra bông nhiều đến vậy. Được một cây gãy vòi 50.000 nữa anh chị có chốt chốt nha. Nè nè số. Ok chị. Một cây 50.000 nha, còn một cây. Em lên cái cát cho anh chị nha, tại vì đang lay rai em lên cái cát nữa cái em xuống là sao xử lý cuối ngày. Phụ mấy bạn xử lý cuối ngày không thôi nó bị ứ đơn lại. Anh chị muốn coi gì cái em lên lẹ ít cho anh chị luôn. Rồi hẹn các anh chị khoảng 7 giờ em like, tối 7 giờ. Bây giờ 4 giờ mấy, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. 7 giờ hôm nay like sớm 7 giờ để tối nghỉ sớm. Gắn ấy xong mấy bữa em nghỉ mấy ngày này từ quê rồi. Em lên cái cát vàng chớp cho các anh chị. Hoa rất là thơm. Thơm dễ chịu mà là cánh chớp nha, cát calaya cánh chớp, nó có tem có tên, nó là cát hammer đó anh chị, hammer nha, mặt bông tên, mặt bông thực tế cho anh chị luôn, tem calaya new hammer nha, mặt hoa, nó để làm có size trung á chứ không phải là size nhỏ size mini đâu, size trung á anh chị, đây mặt hoa của nó nè. Một cái được gọi là hàng ba trong dòng cá la da, hàng ba giống như mình chơi lan thông thồng, nó gọi là hàng ba vậy anh chị, hàng đó là hàng đột biến á, cánh hoa đột biến, nó là cánh chớp nha. Cây này em có hàng bông nở và hàng bồi, hàng đang nụ là giá 190.000 một cây thôi, hàng này thường ở vườn rồi 190, em còn rổ nè, em về hôm Tết là một thùng luôn anh chị, xong nên nó nở bông. Cái gì thơm, cái này mới nở thôi cây nở rồi thì em bán 160 nha, cây nụ là 190.000 một cây, anh chị có chốt nha, đây một bông nha. Chào chị Nhật Nguyễn, đẹp cái gì, đẹp lắm, đẹp nha, cánh nó dày cho nên nó bền, bông nó lâu bông hơn các cái loại khác, bền, cánh nó dày cui à, cánh nó dày lắm, cái này là hàng thuần ở vườn rồi nha. Em có cây nụ nè, nụ thế này là 190.000 một cây, anh chị có chốt em còn có nhiêu đây mới hết à, 190 nha, 190 để hai cây cho anh chị nhìn vô cho nó xâm tụ, anh chị nhìn nó đẹp thế nào đó, hai cây thế này đó. Anh chị thấy không, hai cái cây nè, nó đã thấy hai cái màu bông nó khác rồi đó, thấy hai cái lên màu bông khác không, cùng ở vườn cùng chăm sóc một kiểu luôn mà nó lên hai cái tông bông, hai tông màu, cái này cánh vàng này vàng đậm, cái này thì vàng nó nhạt hơn, có thể là do ánh sáng cái cây này như nhận ánh sáng nhiều nó sẽ lên màu tông đậm, bởi vậy chị sao chị nói là tại sao nó không có lên màu chuẩn là vậy đó, đó những cái cây mà nó đủ sáng thì nó sẽ lên màu chuẩn, anh thấy nhìn hai màu chưa đó, hai màu đó một cùng một ở đem để vườn nó nở bông tại vườn luôn nè, đó anh chị thấy chưa đó. Cái này tông đậm hơn thì tông hơi nhạt hơn xíu đó, nó ra như thế này nha. Một cây này, cây hàng nở bông em bán mình 160 một cây, còn cây đang nụ là 190. Anh chị bây giờ đang đi làm về hay sao á, đưa đón vợ con hay gì đó mất tiêu hết trơn à,
đó, cái mèo đang lên nữa nè, xiên nó hầu như cái thân nào nó cũng có mèo, thân nào cũng lên bông anh chị. Đây nè, đây nè, đây cái này cũng đang lên mèo nữa nè, xiên lắm nha, rất là xiên. Em để tại vườn em á, vườn Vĩnh Kim á, đó nó lên bông tự nhiên luôn. 190 một cây. Anh chị có chốt cách nó tên là cá lai da, được mệnh danh là hàng ba trong dòng cá lai da luôn. Một cây là 190, một cây là 190, đang có nụ cho mình, đang có nụ nha. Hàng nở thì em bán rẻ, còn có mấy cây à, mấy cây nụ à, lọc ra được mấy cây nụ thôi. 190. Đẹp quá. Cái này bị hư bông rồi. Cái này hết bông luôn nè, hết bông luôn rồi. Đẹp quá. Hết bông. Cây này là cây hành lá, em bán 120. Anh chị có lấy cây này là 120 nha. Giờ này là giờ anh chị đưa đóng vợ con, chồng con nè. Ai muốn coi cái gì nữa em lên cây cho các anh chị, thể theo cầu anh chị dành khoảng 10 phút là xong rồi em offline. 7 giờ em vô lại. 120 chốt Hiền Thanh. Hiền Thanh của em tặng kiếp cây hành lá không nè. Chốt cho chị nè, 120 nha. Hành lá đẹp lắm, xiên bông lắm, hớp lả ra liền à. Hình thành 121. Cái bị gãy cái bông á, vận chuyển lên nó gãy. Chị Trang Mỹ Phương có coi không? Cây nụ này là 190, em chốt chị Trang Ngọc số 119. Đây, cây đang nụ nè. Nụ này có này là đang hai búp đang bung lên. Một búp à, một búp cũng có. Cây này hai búp nè. 190. Chị Trang Mỹ Phương có chốt không? 190, mặt bông có sẵn luôn đây. Cây nở bông này nở rồi em tính mình 160, về bông chơi được chơi nha. À, chị Châu Mỹ Phương lên thông tin giúp em số điện thoại địa chỉ đi, em giữ đơn cho mình nha. Đó. Đây, 190. Cái này là 160, nở bông em bán 160. Cặp 300 luôn á, ai lấy cặp 300. Chốt chị Châu Mỹ Phương một cây nè, Châu Mỹ Phương một. Lên số điện thoại đi em chốt cho mình nha. Chưa có thông tin nè. Có tiền chí mua hàng á, chị vui lòng cho em cái thông tin, số điện thoại địa chỉ để em gửi hàng. Có mini. Gaya. Gia chưa về kịp, chắc khoảng mai có về. Mini gia cánh chớp có nha. Cho em cái tem luôn, hình như gắn trong cái chậu á, chậu nào cũng có cái tem hết đó chị, hình như có cái có không, nó rớt ra đa số nữa sẽ nằm trong cái chậu gì. Đanh cho cái tem hả? Rồi coi cái gì có cái tem ở cái hàng lá nãy rớt xuống á, gắn cho chị cái tem. Gắn cái tem cho chị. Đây. Còn ba mấy anh chị coi em offline nha. Giờ này anh chị lu bu lắm rồi em biết rồi. Dendro chớp. Ông già ơi, không có ông già ơi. Nè. Ông già hỏi. Facebook ông già mà. Nhưng lẽ có cái gì được chơi nha, về được có bắt lệnh em nha. Em nói trước á, chị Trinh à, đang ra bia quá chị Trinh, đứa nó ngồi nó còn đang quằn luôn kìa, làm kịp.
chị thông cảm cho em nha, cái đơn hơi chậm, thông thường hôm sau là chốt đơn hết, nhưng mà cái này có thể kéo dài tới 2 ngày nha. Còn cây 150 nè, bán rẻ lên 160 và tính 150 luôn nè. Nở bông rồi tính 150 nha, 150. Còn gãy mất cái bông luôn là 120. Còn cây còn nụ là 190. Còn anh Hoàng Kim Dung ơi, con đây nè, 150 nè. Bông này chơi được chơi nha, về nó có tàn bông là không có bắt đền em nha, em nói trước rồi đó. Tại đóng trong thùng nhiều khi sốc nhiệt á, để đi hơi lâu thì có thể là về anh chị không còn bông. Tính 150 nha, đã trừ hao trong đó rồi. Cánh còn dày lắm, em nghĩ cái này tới chỗ anh chị còn chơi được. 150 còn á, anh Hoàng Kim Dung có chốt chốt. Có tem của chị Hiền Thanh, có cái tem nó chậm rồi. Còn mấy cây không lẽ bán hết rồi. Vì cần khuôn khuôn rồi đó, hết mấy cây về trong chị ơi. Nở quá rồi. Nở rồi sao chứ. Để lấy cái nụ đi, 19. Rồi, anh chị lấy gì thêm không? Em offline nha. Hàng anh chị 7 giờ tối nay sẽ có nhiều hàng độc lạ. Từ từ các em coi cái danh sách ra. Chờ xíu nha, em gửi cái danh sách tại cái về cái màu gì có cái gì nữa nè. Nhiều quá không cập nhật kịp hết nhỉ. Đồng tiền sạc chớp trắng, hàng lá lùm, tiền sạc chớp nha, nhá 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 xíu em nhá nhá hà, bò bà lưu chậu nhỏ, có bà liễu, có thỏ vàng, hàng độc không anh chị ơi, nghe cho nhá nhá hà anh chị. Cái đồng tiền sạc chớp nè, sạc chớp và cánh nào cũng là cánh đó nha, nó là trắng trắng sạc chớp, nó là đồng tiền trắng sạc chớp. Cánh chớp. Tới em lên dòng đó trước, tâm đắc cái dòng đó. Mặt bông. Mặt bông cho các anh chị luôn. Đó, nó cũng đổi màu, chuyển màu nha. Mới đầu nó ra cánh hơi vàng vàng, sau đó nó chuyển ra trong trắng nha chị nha. Nó chuyển trong là tinh trắng, giống như cánh chớp luôn đó. Mặt bông của nó, bông chuẩn của nó nha. Tối sẽ có cái hàng này. Ừ. 200 thôi mà. Còn mấy thùng nữa nha. Rồi chị xíu ơi, gì vậy? Chị ghi 200 cây lận mà. Em offline nha các anh chị, chờ hẹn các anh chị 7 giờ nha, 7 giờ tối nha. Bye. Ồ.